chương 41. Hốc tường bên trong thăm dò, cuối cùng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lúc này Nhan Tuấn Trạch xem ra, tuy là cái này nằm nhân linh dị biến cực đoan tà ác, nhưng hắn vẫn như cũ là cái hai mặt thể, thật giống như một người mắc nhân cách phân liệt chứng, có được hai nhân cách. Thay khô ý nghĩ của bản thể bên trong còn là lấy trước kia vận mệnh nhiều thăng trầm, nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ, nhưng cái này thoát ly thân thể linh dị lại là tà ác vô cùng, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát đi tòa cao ốc này. Như vậy đi. Nhan Tuấn Trạch đối đen ngòm hành lang mở miệng, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, chúng ta có thể không mang thi thể đi, cũng không hư hao cổ thi thể này nửa phần, nếu không. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn một chút chu đại lực. Huynh đệ của ta trong tay thiết chú y, đủ có thể khiến bản thể của ngươi tại 10 giây bên trong biến thành một đống vụn thịt. Ngươi dám uy hiếp ta? thanh âm kia đè nén phẫn nộ. Không có cách, ta muốn tự vệ. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, tên kia lúc này lựa chọn không xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính mình trong tay thi thể đang đối mặt hành lang chỗ sâu, gia hỏa này vẫn như cũ e ngại thi thể con mắt. Toàn bộ tầng hầm một rơi vào trầm mặt. Sau một hồi lâu, thanh âm kia đạo. Tốt, chỉ cần lưu lại thi thể, các ngươi có thể rời đi. Bất quá. Bất quá cái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ta không nghĩ gặp lại thi thể kia xấu xí, quỷ khuất, cô độc làm tiện bộ dáng, các ngươi đem hắn mặt che khuất, lưu lại thi thể, xéo đi. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Không có vấn đề. Không được a. À. Chu Đại Lực gấp, lưu lại thi thể, chúng ta làm được còn chưa tới trên lầu liền bị cái này nhà giết chết. Vừa mới nói xong, sau lưng hành lang cửa lớn bịch một tiếng đã mở ra, thanh âm kia mở miệng nói. Ta nói nói giữ lời, che khuất thi thể mặt, giữ hắn lại, các ngươi hiện tại liền có thể đi. Nhan Tuấn Trạch ngăn lại Chu Đại Lực tiếp tục nói chuyện, cởi xuống áo ngoài của mình, che lại thi thể mặt, đem ống tay áo vây quanh thi thể sau lưng, quấn ở cùng nhau rất nghiêm túc đánh cái kết. Sau đó ra hiệu bảo khiết, tưởng duệ hơn cùng Chu Đại Lực trước tiên lui ra ngoài. Bất quá đang nhìn hướng bảo khiết lúc, nhàn tuấn trạch làm một cái nhường nàng đem ngay tại quay chụp camera để dưới đất động tác bảo khiết thả ra trong tay camera khiến cho camera vừa vặn đối thi thể phương hướng từng bước một lui về sau đi ba người rất mau lui lại ra hành lang cửa lớn đứng tại nơi cửa thang lầu sờ lên đánh tốt kết nhàn tuấn trạch cũng bắt đầu lui lại mắt thấy sắp đi ra hành lang lúc kia hành lang cửa lớn oanh một tiếng bỗng nhiên đóng lại cửa thang lầu bên ngoài ba người giật nảy mình tranh thủ thời gian phóng tới cửa lớn chu đại lực vung lên thiết chù y liền bắt đầu đập mạnh nhưng cái này hành lang cửa lớn lại cứng như bàn thạch căn bản là không có cách rung chuyển trong hành lang nhang tuấn trạch ngẩn người lúc này trên lưng khả nhi bắt đầu uốn éo rõ ràng biến bực bội bất an chỉ gặp theo không một sáu số phòng trong phòng đi ra một bóng người chính là trẻ tuổi bảo an bất quá lúc này bảo an thận sắc âm vụ trong hốc mắt không có đồng tử đen kịt một màu mặt trắng như tờ giấy, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc mỉm cười. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta. Còn kém mấy cái thế thân sao? Bảo An mỉm cười nói. Hiện tại ta cho ngươi biết, còn kém một cái. Nhan Tuấn Trạch mở ra hai tay. Có lẽ ta sớm cái này ngờ tới ngươi giảo quyệt. Chậm. Bảo An theo dựa lưng vào tường trước thi thể đi ngang qua, đối Nhan Tuấn Trạch cười lạnh đi tới. Không, không muộn nhan tuấn trạch nặng ra dáng tươi cười. Cùng thời khắc đó, kia nhìn qua tựa hồ bị một mực thắt nút, che khuất thi thể gương mặt quần áo đột nhiên về sau trượt xuống, lộ ra thi thể miệng, cái mũi cùng. Con mắt. Bảo an vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức toàn thân rung lên, phát ra một tiếng thống khổ kêu trên, toàn bộ thân thể nhanh chóng uể oải xuống dưới. Một tia mắt thường có thể thấy khí thể, tại camera ánh đèn chiếu xuống, theo bảo an tóc, trong quần áo toát ra càng ngày càng nhiều nhan tuấn trạch lần nữa bắt đầu lui lại mà lúc này hành lang cửa lớn bỗng nhiên buông lỏng chu đại lực ở ngoài cửa vừa vặn một cái bên cạnh vai đánh tới cửa lớn nháy mắt bị phá tan ngoài cửa nguyên bản nôn nóng vạn phần ba người bỗng nhiên sửng sốt một chút trơ mắt nhìn bảo an kia cao gầy thân thể tại từng đợt kêu trên phía dưới cấp tốc héo rút trong chớp mắt biến thành chỉ có hài đồng kích cỡ như cũ tại cấp tốc thu nhỏ không bao lâu, cái này mới vừa rồi còn không ai bị nổi da hỏa, hoàn toàn hóa thành màu trắng khí thể, bị cặp kia thay khô đồng tử hấp thu. Toàn bộ hành lang cảm giác âm lãnh đang nhanh chóng thối lui, nhiệt độ bắt đầu lên cao. Răng rắc răng rắc, hành lang ánh đèn đang lóe lên mấy lần về sau, bộ phận đèn điện bỗng nhiên phát sáng lên, cấp cái này âm u, đèn nhánh tầng hầm một màn đến khó được quang minh. Tên kia. Chết rồi. Chu đại lực nhìn chung quanh vốn chính là chết nhan tuấn trạch nói phải nói bảo khiết giải thích nói Khi cực đoan hóa linh dị thể bị bản thể của hắn cấp hấp thu vì sao lại bị hấp thu đâu chu đại lực khó hiểu đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn tưởng duệ hơn tự mình phân tích ra ta nghĩ nam tử này tuy là sau khi chết hắn linh dị đi cực đoan nhưng bản thể cũng không xấu đặc biệt là ánh mắt của hắn lộ ra trong lòng thiện lương cho nên kia xấu đi linh dị trải nghiệm sợ hãi thấy được ánh mắt của mình vậy chúng ta vì cái gì thấy được cặp mắt kia cũng sẽ xuất hiện ảo giác đâu chu đại lực càng là không hiểu ra sao chẳng lẽ chúng ta cũng đều là bại hoại ngươi là chúng ta không phải hai nữ sinh cải chính làm được cũng có bộ phận nguyên nhân là ủy khuất của hắn không cách nào phát tiết nguyên nhân nhan tuấn trạch mở miệng nói ngay tại lúc này, cổ kia tựa ở trên tường thay khô, tại hấp thu xong chính mình linh dị thể sau bắt đầu một chút xíu tan rã, hóa thành bột phấn, bao gồm trên người y phục trách rưới cũng đều tại mười mấy giây sau toàn bộ hóa thành tro bụi. Tại mọi người ngay dưới mắt, cổ thi thể này biến mất sạch sẽ. Xem ra, đây mới là hắn chân chính yên nghỉ. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Trong đầu bắn ra thời không đồ phổ nhiệm vụ nhắc nhở. Hốc tường bên trong thăm dò, bồn chồn lo sợ, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng cùng thời khắc đó, mới dị thứ nguyên năng lượng bổ sung sau khi tiến vào, thời không đồ phổ lần nữa đốt sáng lên bốn cái tiết điểm, cho đến trước mắt tổng cộng đốt sáng lên 14 cái tiết điểm. Những tiết điểm này cùng tiết điểm trong lúc đó cũng không phải là thời gian dài độ hoàn toàn bằng nhau, nhưng cơ bản hiện bội số, tỉ như nhỏ nhất một đoạn thời gian tuyến là 50 điểm dị thứ nguyên năng lượng, 5 phút. So với nó dài một chút tuyến thời gian chính là tại 50 điểm bội số tả hữu, tỷ như 102 điểm hoặc là 149 điểm. Đốt sáng lên 14 cái tiết điểm, vậy liền mang ý nghĩa trước mấy ngày nhìn thấy thứ 12 tiết điểm cũng bị thắp sáng, mà cái này tiết điểm lên một đoạn văn tự giờ phút này rõ ràng biểu hiện tại nhang tuấn trạch trong đầu. Đoạn chữ viết này là đã thành công khởi động tác linh khóa lại. Nhan Tuấn Trạch đem lực chú ý đặt ở các linh khóa lại, bốn chữ bên trên, rất nhanh lại có một hàng chữ thể biểu hiện mà ra. Khởi động ác linh khóa lại, có thể đem một ít ác linh khóa chặt làm nô hoặc là chọn cơ hội độ hóa, phòng ngừa hại người nữa. Khóa lại hình thức có được đại, trung, tiểu ba đẳng cấp khóa chặt cường độ, mời căn cứ ác linh đẳng cấp lựa chọn cường độ thích ứng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Ác Linh khóa lại. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ác Linh khóa lại, cuối cùng mở ra. Nhan Tuấn Trạch trong lòng thở dài, đã sớm tại nhiệm vụ thứ nhất, gội đầu, ban đầu, hắn đã nhìn thấy cái này Ác Linh có thể khóa lại hoặc là cái này Ác Linh không cách nào khóa lại nhắc nhở. Ban đầu hắn cũng không lý giải, đến sau là căn cứ mặt chữ ý tứ phỏng đoán hẳn là thông qua phương thức nào đó khóa lại ác linh ý tứ hiện tại tác linh khóa lại chức năng mở ra về sau, cái này nhìn qua tựa hồ thật thực dụng kỹ năng rốt cục có thể tại sau này phát huy được tác dụng. Lúc này, tại thi thể từng khúc tan rã biến mất về sau, mảnh không gian này linh dị từ trường đã hoàn toàn không tồn tại, những cái kia bị tìm thế thân mà vây ở chỗ này phổ thông linh dị nhau nhau tán đi. Bộ phận linh dị hóa thành một sợi biến mất tán, bộ phận linh dị thì là xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tiêu tán ra ngoài, có khác mấy cái linh dị giống như thi bò, chính chậm rãi bò ra ngoài hành lang cửa lớn. Tại bò quá trình bên trong, thân thể của bọn họ đang dần dần biến trong suốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Bắt được ngươi. Nhan Tuấn Trạch đi đến trong đó một bộ thi bò, trước mặt, ngăn cản đường đi của nó. Ta nhận ra ngươi. Vừa rồi, là tiểu tử ngươi bắt ta mắc cá chân đúng không? Cổ kia thi bò toàn thân cao thấp gầy như que củi, sạch sẽ trơn tru, không có một tia lông tóc, làn da lỏng lẻo. Tại bò quá trình bên trong, nặng ra đại lượng nếp gấp, một chút nhìn qua có chút buồn nôn. Dù sao bảo khiết cùng tưởng duệ hơn hai cái mùi tử, giờ phút này thấy được cổ này thi bò lúc, đều có loại cảm giác muốn ói. Nghe thấy nhan tuấn trạch đang nói chuyện về sau, cái này thi bò đỉnh lấy cái đại quan đầu, một mặt mộng bức ngẩn đầu lên. Tại trong trí nhớ của nó, giống như chính mình không đáng chú ý phía trước người trẻ tuổi kia a à song phương cho tới bây giờ liền chưa thấy qua có được hay không. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo, giải thích cho ngươi cũng vô dụng, tóm lại chính là ngươi xui xẻo. Điều tra thời không đồ phổ tác linh khóa lại, không đợi chính Nhan Tuấn Trạch thao tác, ác linh khóa lại hình thức đã tự động mở ra. Phía dưới một hàng chữ nhỏ hiển hiện. Trinh sát đến phổ thông du linh một cái, có hay không khóa lại. Lần này khóa lại đem tiêu hao 50 điểm năng lượng, tiểu cái kia tiểu chữ thì là cho thấy khóa lại cường độ kích cỡ, khóa lại loại này phổ thông du linh, chỉ cần nhỏ nhất đẳng cấp cường độ như vậy đủ rồi. Khởi động khóa lại về sau, trước mắt cái này mộng bước đầu trọc thi bò nháy mắt hóa thành một đoàn bạch khí, xuất hiện tại thời không đồ phổ cái thứ 12 tiết điểm bên trong, hiện ra hình vẽ chính là thi bò bản thể bộ dáng, bất quá hình vẽ cực nhỏ cực nhỏ, như không nhìn kỹ cơ hồ không cách nào phân biệt ra. Bảo khiết, tưởng duệ hơn cùng chu đại lực ba người, Trận mắt hốc mồm nhìn chầm chầm Nhan Tuấn Trạch làm xong tất cả những thứ này. Thu thập xong cái này tại cái trước trở về phía trước dám bắt chân mình mắc cá chân thi bò, Nhan Tuấn Trạch đem ba lô của mình nặng lại trên lưng, điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem chúng nhân nói. Ta nói ta kỳ thật có người trừ linh tìm chất, đây thật hợp lý đi. Từ, hợp lý. Ba người trăm miệng một lời. Lần trước kia cục cảnh sát bạch cảnh sát cũng là nói như vậy nhan tuấn trạch lộ ra mỉm cười chu đại lực nuốt nước miếng giơ ngón tay cái lên ta liền nói tiểu tuấn tuấn rất bỗng ngươi nhìn ngươi kia cái gì tàn khấu cũng còn không có cơ hội sử dụng đây nhan tuấn trạch sờ lên sau gáy gượng cười hai tiếng lúc này còn lại bị tìm thế thân linh dị đã tất cả trốn rời biêu điên bốn người lặng yên không tiếng động dọc theo đường về rời đi ra kiến nghiệp biêu điên sân nhỏ thời điểm nhân viên an ninh kia định không có một ai bất quá TV nhưng như cũng mở ra. Màn hình TV là một đoạn quảng cáo, hình ảnh gốc trên bên phải thì là quảng cáo đến ngược. Nhìn bộ dáng này, hẳn là phim truyền hình cấm truyền bá quảng cáo thời gian, nhân viên an ninh kia làm được mượn cơ hội này thuận tiện đi, rất nhanh liền sẽ trở về. Nhan Tuấn Trạch đám người tranh thủ thời gian kéo ra công tắc nguồn điện bên cạnh cửa tiểu cửa sắt trời đi. Tuy là thời gian không tính rất khuya, nhưng trên đường đã rất khó nhìn thấy một người. Xe taxi cũng so với ít. Bốn người không có tại kiến nghiệp building bên ngoài đón xe, mà là hướng Nhan Tuấn Trạch nhà phong hoa tiểu khu phương hướng đi vài bước, lúc này mới đánh tới một chiếc xe taxi. Nhan Tuấn Trạch không quá yên tâm, đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên xe taxi, đem ba người này phân biệt đưa đến nhà về sau, lúc này mới đi theo xe taxi lại phong hoa tiểu khu. Như vậy giày vò, về đến nhà lúc đã 11 giờ qua. Rửa mặt hoàn tất mẫu thân Lý Mạng Như cũ đang say ngủ, nhàn tuấn trạch kiểm tra một lần cửa sổ về sau, rón rén trở lại phòng ngủ mình, đưa di động nạp điện kỹ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Vừa vặn lúc 4 giờ rưỡi, điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên, nhàn tuấn trạch còn buồn ngủ ngồi xuống, nhìn đồng hồ, cố nén không có ngủ đủ mỏi mệt xuống giường, mặc quần áo tử tế mở ra cửa phòng ngủ. Lúc này đèn phòng vệ sinh lóe lên, chuẩn bị vội ban Lý Mạng đã thức dậy, ngay tại rửa mặt. Nghe thấy tiếng động về sau, Lý Mạng giật mình thò đầu ra nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài, lúc này nàng ngay tại súc miệng, miệng đầy bọt biển, sâu mơ hồ đạo. Con trai, thế nào sớm như vậy liền dậy? Nhanh đi ngủ, hiện tại mới 4.30, còn sớm. Không có việc gì, ta đứng lên đưa ngươi xuống dưới, chờ ngươi lên xe ta trở về ngủ tiếp. Mấy ngày nay cái này trong khu cư xá không yên ổn. Nhan Tuấn Trạch một bên dụi mắt, vừa nói. Lý Mạng ngẩn người, trong ánh mắt rất nhanh thấm đầy yêu thương cùng xúc động, thấu xong miệng, dùng khăn mặt lau miệng đạo. Xe của công ty ngay tại cửa tiểu khu tới đón ta, thật an toàn. Mẹ ngươi đừng nói nữa, ta nhất định phải cùng ngươi ra tiểu khu mới yên tâm. Nhan Tuấn Trạch giọng nói không cho phản bác. Lý Mạng bất đắc dĩ, vuốt vuốt tóc của con trai, sợ chậm trễ Nhan Tuấn Trạch đi ngủ, nàng rất nhanh liền thu thập xong. Khoác lên y phục, hai người một trước một sau ra cửa bất quá tại vừa mới sau khi ra cửa đi ở phía trước nhan tuấn trạch đột nhiên sửng sốt một chút cảm thấy ghé vào trên lưng khả nhi vậy mà chạy xuống dưới quay đầu nhìn lại chỉ gặp khả nhi đã xuyên qua vừa mới đóng lại phòng khách cửa một lần nữa về đến nhà hiển nhiên không chuẩn bị cùng chính mình cùng đi ra nhan tuấn trạch trong lòng nhất thời có một tia cảm giác xấu tuy nói khả nhi cùng mình độ thiện cảm đã là hữu hảo nhưng không có nghĩa là có thể tùy thời vì mình đi đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại hắn xem như hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, Khả Nhi sẽ cùng theo chính mình, nhưng nếu như tại có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm thời điểm, tiểu gia hỏa này lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Tại gặp người trừ linh phía trước là như thế này, tại gặp quay thân nữ phía trước cũng là dạng này. Mà lần này, tại cái này lầu số 7 bên trong có thể làm cho Khả Nhi đi trốn, chỉ sợ chỉ có quay thân nữ không thể nào là nhậm bà bà trở lại đi. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu suy nghĩ miên man. Dựa theo không đáng tin cậy người trừ linh hoàng xâm giải thích, nhậm bà bà đã có hiềm nghi giết chết chính mình nhị nhi tử hai vợ chồng, nàng liền đã không còn là phổ thông du linh, làm được đã diễn hóa thành trung đẳng, hoặc là cao đẳng du linh. Loại này cấp bậc, liền có thể nhi loại này phổ thông du linh đến nói, sau khi nhìn thấy tuyệt đối sẽ né tránh. Ngươi làm gì chứ? phát giác con trai có chút dị thường, Lý Mạng ở hậu phương hỏi. Mẹ, chờ một lúc đi ra thời điểm cẩn thận một chút, người đi theo ta. Nhan Tuấn Trạch nói khẽ. Lý Mạng cảm thấy kinh ngạc, bất quá không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai mẹ con một trước một sau đi tới cửa thang lầu, đi xuống lầu dưới. Mỗi đến một tầng, Nhan Tuấn Trạch đều sẽ nhẹ nhàng dậm chân, khiến cho đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía về sau, lúc này mới cùng mẫu thân nhanh chóng đi xuống trước tờ mờ sáng đêm tối hoàn toàn yên tĩnh trừ tiếng bước chân liền rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì trong không khí lộ ra một cổ thanh lãnh tại cái này tĩnh mịch bình thường trong hành lang hai người bất tri bất giác thả nhẹ bước chân nhắm mắt theo đuôi xuống đến lầu ba chuyển tới nhanh hạ lầu hai lúc nhàn tuấn trạch dậm chân lầu hai góc trẻ đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên dọn sạch hắc ám bất quá cùng một thời gian đi tại phía trước nhang tuấn trạch thân thể bỗng nhiên dừng lại, không lại tiến lên. Đồng thời đưa tay ngăn cản sau lưng mẫu thân. Chỉ gặp cốc trẻ đèn điều khiển bằng âm thanh hạ, toàn thân áo trắng quần đùi, tóc tai bù xù quay thân nữ, chính diện hướng vách tường đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Quay thân nữ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio tại nhìn thấy quay thân nữ nháy mắt lý mạng dọa đến thân thể lắc một cái cuống quít giữ chặt nhang tuấn trạch sau lưng quần áo hạ giọng nói con trai mẹ đừng nói chuyện nhang tuấn trạch làm cái im lặng thủ thế nhìn một chút đứng tại thông hướng lầu hai góc trẻ quay thân nữ nữ nhân này tuy là đứng tại khúc quanh thang lầu nhưng chỗ đứng ở vào trung gian cái chỗ kia so với hai cái sừng lạc diện tích muốn hẹp rất nhiều Nói cách khác, nếu như muốn theo quay thân nữ sau lưng trải qua, tại một đoạn thời khắc, sẽ khoảng cách nữ nhân này rất gần rất gần. Tại bốn phía dị thường yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, hai người không có khả năng hoàn toàn không phát ra cái gì tiếng bước chân, cho nên đến gần thời điểm, thế nào đều sẽ vang động. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Lý Mạng quay người đi trở về mấy bước, hạ giọng nói. Mẹ, chờ một lúc nhất định phải đi theo ta. Lý Mạng giật mình, lập tức lắc đầu nếu không chúng ta không đi nhan tuấn trạch đạo không đi ân ừ, cũng được vậy ngươi đi làm bên kia có ảnh hưởng hay không lý mạng có chút do dự ta là giúp điền tỷ chỉ huy trực ban lần trước không phải lâm thời xin phép nghỉ trong nhà chiếu cố ngươi sao chính là điền tỷ mang cho ta ban lần này điền tỷ có việc không đi được cho nên ta đáp lại giúp nàng nếu không nghĩ làm là ghi trên đầu của nàng kia đi thôi, không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ chờ một lúc thiết lập hảo trở về, chỉ là đóng vai người qua đường đi ngang qua mà thôi, tỷ lệ lớn không sẽ chọc cho đến quay thân nữ. Hơn nữa dù cho chọc phải, cũng còn có trở về có thể lợi dụng. Lý Mạng tuy là đích xác có chút bận tâm, nhưng lại không lại nói cái gì, theo sát tại Nhan Tuấn Trạch phía sau. Tại thời khắc này, Nhan Tuấn Trạch đã thần không biết quỷ không hay thiết lập tốt rồi thời gian trở về, để phòng vạn nhất nhẹ nhàng dậm chân khiến cho thanh âm vang độ vừa vặn có thể mở ra đèn điều khiển bằng âm thanh hắn ra hiệu mẫu thân đi theo chính mình dán chặt lấy thang lầu hàng rào cái này một mặt hai người một trước một sau chậm rãi hạ xuống lầu quá trình bên trong căn bản là đi nhón mũi chân tại hành tẩu cũng không có làm ra vang động quá lớn đi tới lầu hai góc trẻ nhàn tuấn trạch lấy điện thoại di động ra đốt sáng lên màn hình vượt qua góc trẻ vị trí trung tâm lúc Lúc này khoảng cách không nhúc nhích quay thân nữ gần vô cùng, có thể rõ ràng cảm giác được một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh theo cái hướng kia tràn ngập đến. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, tranh thủ thời gian ngoặt hạ lầu hai, Lý Mạng theo sát phía sau, một mực cúi đầu, không dám nhìn quanh cái này để người ta rợn cả tóc gáy bạch y nữ nhân. Mắt thấy sắp xuống đến lầu hai tầng lầu, đèn điều khiển bằng âm thanh bỗng nhiên dập tắt, Kỳ thật đèn điều khiển bằng âm thanh mỗi lần sáng lên thời gian dài độ đủ để cho người đi đến một tầng thang lầu. Chỉ là lần này hai người đều nhẹ chân nhẹ tay, tận lực chậm dần hành động, dẫn đến xuống lầu thời gian bị kéo dài. Còn chưa đi đến lầu 2, bốn phía nháy mắt rơi vào hắc ám. Nhan Tuấn Trạch đã có chuẩn bị, nắm ở trong tay điện thoại di động lập tức mở ra đèn pin chức năng, chiếu vào chân mình hạ, lôi kéo mẫu thân có chút trung rẩy tay, vẫn như cũ tiếp tục xuống lầu. Ngay tại lúc này, một trận thanh âm huyên náo từ phía sau truyền đến. Nghe thấy thanh âm này về sau, nhàn tuấn trạch lúc này tê cả da đầu, bước nhanh hơn, đem mẫu thân lôi đến phía trước mình. Đi tới lầu hai tầng lầu về sau, hắn cũng không dám làm ra thanh âm thắp sáng đèn điều khiển bằng âm thanh, đẩy mẫu thân hướng lầu một đi đồng thời, vội vàng hướng phía sau trên bậc thang liếc qua. Chỉ gặp quay thân nữ không còn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào dáng vẻ, mà là cổ vặn vẹo, ngay tại hướng phía sau quay đầu nàng muốn quay đầu nhìn quanh cơ mơ nơ. nhan tuấn trạch cảm giác lưng lông tơ đều dựng lên tranh thủ thời gian cúi đầu xuống căn bản không còn dám đi quan sát quay thân nữ nhiệm vụ này liền gọi nhìn một chút mặt nàng hiện tại hắn cũng không muốn nhận nhiệm vụ nếu quả như thật không cẩn thận nhìn thấy mặt của đối phương chẳng khác nào bắt đầu chấp hành cái này nhiệm vụ có thể nói như vậy kế tiếp sẽ xảy ra chết vì tai nạn liệu huống chi còn có mẫu thân ở đây đụng tới loại này rợn cả tóc gáy cấp bậc nhiệm vụ, muốn bận tâm mẫu thân an nguy lời nói, chỉ sợ thập tử vô sinh. Ách, nếu như không có trở về. Không quản phía sau động tỉnh, hai mẹ con rất nhanh xuống đến lầu một, xông ra cửa thang lầu. Lâu ngoài có yếu ớt đèn đường, tuy là không thế nào sáng sủa, nhưng cuối cùng cho người ta một loại ấm áp, an tâm cảm giác. Nhan Tuấn Trạch tắt điện thoại di động đèn pin ánh sáng, vẫn như cũ nắm chặt tay của mẫu thân, hai người rất mau tới đến cửa tiểu khu. Nhân viên quét dọn xe của công ty còn chưa tới, Lý Mạng lo lắng nhìn xem nhan tuấn trạch, mở miệng nói. Con trai, mẹ vừa rồi thất sách, vậy ngươi bây giờ trở về làm sao bây giờ? Cái này còn không đơn giản. Nhan Tuấn Trạch hé miệng nở nụ cười, nói không chừng chờ ta lên lậu lúc, quay thân nữ đã sớm không còn hình bóng, nàng cũng không phải thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa nếu như ở đây, ta ngay tại phòng trực ban chỗ này cùng trịnh đại gia cùng nhau ngồi một lát, dù sao trời đã nhanh sáng rồi, chờ trời sáng lại trở về ngủ lại không tốt hơn. Lúc này bên đường một chiếc màu trắng xe tải lái tới, dừng ở trước mặt hai người. Cửa xe mở ra, Lý Mạng đối trên xe một cái đã có tuổi người lên tiếng chào hỏi. Đạt thúc, sớm. Người kia hơi mập, bất quá nhìn qua rất là không khéo lão luyện, lường nhang tuấn trạch một chút, cười nói. Đây là con của ngươi. Ừ. lý mạng gật đầu thật hiểu chuyện là đến tiễn ngươi a à, còn biết muộn như vậy một mình ngươi ra tới không yên lòng đạt thúc cười ha hả nói chỉ lo dò xét nhang tuấn trạch lại không chú ý lý mạng sắc mặt đã âm tình bất định không có chuyện gì mẹ ngươi mau lên xe nhang tuấn trạch thúc giục ta không lên lầu ngay tại phòng trực ban ngồi vào hừng đông cũng đồng dạng có thể hít mắt một hồi lý mạng gật gật đầu nhìn mẹ cái này trí nhớ vừa rồi thật không cân nhắc đến ngươi ngay tại phòng trực ban ngồi một hồi có trịnh đại gia ở đây mẹ cũng phải yên tâm một ít tốt nhan tuấn trạch mỉm cười nhìn xem nàng tại nhìn thấy lý mạng lên xe từ từ đi xa hắn lúc này mới phất phất tay quay người tiến vào tiểu khu đi ngang qua cửa tiểu khu phòng trực ban bên trong đèn sáng bất quá bảo an trịnh đại gia nằm tại một tấm rộng lớn trên ghế nằm đang ngủ say Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đi vào bồi trịnh đại gia, hắn rất mau trở lại đến dưới lầu số 7, ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu bên trong đen kịt một màu không gian. Tuy là cảm giác rất mệt mỏi, nhưng giờ phút này Nhan Tuấn Trạch đã tỉnh cả ngủ. Vừa rồi thiết lập thời gian trở về tuyến không có sử dụng, cho nên đã khôi phục, đứng tại lâu bên ngoài, hắn thiết trí cái mới một lần 10 phút trở về, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Hướng trên mặt đất khẽ dậm chân một cước, lầu một đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, nhanh chóng lên lầu. Đi tới lầu hai về sau, lần nữa dậm chân mở ra lầu hai đèn điều khiển bằng âm thanh, hướng lầu hai đến lầu ba khúc quanh thang lầu nhìn thoáng qua, phát hiện quay thân nữ thân ảnh đã không thấy. Nhan tuấn trạch trong lòng thoáng an ổn một ít, hướng lầu ba đi đến. Đi tới lầu ba về sau, lại mở ra lầu ba đèn điều khiển bằng âm thanh, vừa hướng lên bước ra một bước, cả người bỗng nhiên dừng lại. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, nhìn chầm chầm đứng tại lầu ba đến lầu bốn góc trẻ quay thân nữ, lộ ra cười khổ. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có loại không thèm đến sỉa suy nghĩ, nghĩ đến dứt khoát thừa cơ hội này đem nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ này cấp hoàn thành, nếu không chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc mỗi ngày trên dưới lâu dày vò. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Nàng theo tới. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Theo vừa rồi chính mình đưa mẫu thân ra tiểu khu, đến bây giờ nhan tuấn trạch trở về, quay thân nữ đã leo lên một tầng lầu, bất quá vẫn như cũ đứng tại góc rẽ vị trí trung tâm, mặt hướng vách tường, đưa lưng về phía thang lầu chỗ ngoặt. Ngươi là đang cố ý chơi ta sao? Nhan tuấn trạch cúi đầu xuống, cân nhắc có hay không phải hoàn thành nhìn một chút mặt nạn nhiệm vụ này. Một lúc sau, ngẩng đầu, tại bây giờ không có đầy đủ nắm chắc dưới tình huống, hắn còn là quyết định trước tiên không động vào đẳng cấp này vì rợn cả tóc gáy, thấp, nhiệm vụ. Đã vừa mới thiết trí thời gian trở về, đi lên trước lại nói, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lại khởi động trở về cũng không muộn. Hạ quyết tâm, lúc này đèn điều khiển bằng âm thanh vừa vặn dập tắt, nhang tuấn trạch nhẹ nhàng dậm chân, lần nữa mở ra đèn điều khiển bằng âm thanh, sau đó bắt đầu tiếp tục leo thang lầu. Lần này không có mẫu thân tại, hắn leo rất nhanh, đảo mắt đi tới khúc quanh thang lầu, thời khắc chú ý đến quay thân nữ động tỉnh. còn tốt, trải qua quay thân nữ nháy mắt, nữ nhân này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. nhan tuấn trạch tăng tốc động tác, đi nhón mũi chân, mấy bước nhảy lên lầu bốn, nhanh chóng hướng nhà mình đi đến. bất quá ngay tại đi tới hành lang lên lúc bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Một cổ quỷ dị tim đập nhanh cảm giác tùy theo vọt tới. Hắn dừng bước lại, nhìn không được hướng phía sau liếc qua, sau đó hai chân thậm chí toàn thân cũng bắt đầu rung lên, trong đầu một mảnh oanh minh. Nhan tuấn trạch trước mắt, chỉ gặp kia quay thân nữ như cũ đưa lưng về phía chính mình, từng bước một về sau ngã tại bò thang lầu, động tác trôi chảy, phản phất sau lưng mọc ra con mắt, đi theo hướng lầu bốn đi tới. Chẳng lẽ nàng để mắt tới ta? Một tia ý niệm cổ quái bốc lên, nhàn tuấn trạch không để ý đến nữ nhân này, nhanh chóng hướng về đến cửa nhà mình, đồng thời lấy ra chìa khóa. Bởi vì động tác có chút kịch liệt, tạo ra tiếng vang khá lớn, đem trọn đầu hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh đều mở ra. Nhưng nhan tuấn trạch không để ý tới nhiều như vậy, tại lấy ra chìa khóa đồng thời, vội vàng hướng phía sau liếc nhìn, gặp quay thân nữ đưa lưng về phía chính mình, đứng ở hành lang một đầu. Ở trên sau lầu nàng cũng không có theo tới hơi có chút an tâm về sau, nhàn tuấn trạch chính xác cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, cũng không có xuất hiện trong kinh hoảng cái chìa khóa rơi trên mặt đất, hoặc là tìm nửa ngày cũng tìm không thấy lỗ khóa, lại hoặc là liên tiếp mấy cái chìa khóa đều đầu không tiến vào khóa cẩu huyết tình tiết. Bất quá chuyện ngoài ý muốn còn là cùng hắn lơ đã ngẫu nhiên gặp. Tại mở ra cửa nháy mắt, khóa cửa không thể tránh khỏi phát ra cùng cục thanh thúy thanh, tại cái này yên tĩnh trong đêm, có vẻ phá lệ chói tai nhan tuấn trạch khẽ giật mình, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hành lang đầu kia quay thân nữ. Người sau vẫn như cũ đứng ở nơi đó, giống như không có cái gì phản ứng. Giữa lúc nhan tuấn trạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc, quay thân nữ đầu bỗng nhiên nháy mắt thay đổi 180 độ, nhìn lại. Soạt, nhan tuấn trạch đẩy ra gia môn, một bước bước vào, bịch một tiếng đóng cửa lại. Không nhìn thấy, mẹ nó nếu như chậm nửa nửa giây, vừa rồi tuyệt đối đã nhìn thấy mặt của nàng. Nhan Tuấn Trạch tim đập như trống chầu, đứng tại cửa đóng lại phía sau, miệng lớn thở phì phò. Vừa rồi mẫu thân rõ ràng lo lắng cho mình, cho nên có vẻ thật xoắn xuýt, mới có thể nói ra kia phiên lại muốn đồng thời trở về. Vì không để cho nàng lo lắng, Nhan Tuấn Trạch lập tức gọi một cú điện thoại đi qua, nhỏ giọng nói: Mẹ, ta đã đến nhà, không nhìn thấy quay thân nữ, ân, ta lập tức ngủ. An ổn lý mạng tâm, cúp điện thoại. Nhan Tuấn Trạch cũng không có mở ra trong phòng đèn, mà là đi tới phòng khách trước cửa sổ, mượn bên ngoài hành lang ánh đèn nhìn nhìn. Không có nhìn thấy quay thân nữ ngã đi tới cái bóng. Một lát sau, trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh toàn bộ dập tắt, nhưng nếu như quay thân nữ muốn theo tới lời nói, vẫn như cũ sẽ có tiếng bước chân vang lên. Nhan Tuấn Trạch cũng không dám bật đèn, vừa rồi kịch liệt nhịp tim dần dần bình thản, hắn đem hô hấp thả thật trì hoãn ghé vào cửa sổ chỗ ấy nghe nửa ngày, dùng sức mở to con mắt, rốt cục tin chắc quay thân nữ không cùng tới. Bây giờ cách chính mình thiết định trở về thời gian còn chưa tới 10 phút, nếu như quay thân nữ thật muốn theo tới cửa nhà mình lời nói, hắn sẽ lập tức lựa chọn trở về, một lần nữa, nhất thiết phải sẽ không để cho nữ nhân này tiếp cận cửa nhà mình. Nhẹ nhàng thở ra, lúc này nhan tuấn trạch mới cảm giác chính mình mắc tiểu bành trướng, bất quá hắn vẫn không có bật đèn đi vào phòng vệ sinh về sau, lúc này mới mở ra phòng vệ sinh đèn. Một giây sau hắn bị giật nảy mình. Chỉ gặp một thân váy đỏ khả nhiên ngồi sổng ở bồn cầu bên cạnh, đưa lưng về phía cửa phòng vệ sinh, ngay tại rung lẫy bẫy. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Nhan Tuấn Trạch im lặng lắc đầu, nữ nhân kia không cùng tới. Mau đi ra, ta muốn đi tiểu. Vừa mới đi đến trước bồn cầu, Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa nói hết, Khả Nhi đã đứng lên, bất quá nàng cũng không có ra ngoài, mà là phi thường thuần thục một cái xoay người, nhảy lên thượng hắn sau lưng, vững vàng nằm sắp không động đậy được nữa. Loại này không muốn xa rời cảm giác, đủ để cho xem người rơi lệ, người nghe động dung. Tóm lại thời khắc này Nhan Tuấn Trạch liền có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Được, ngươi được, ngươi liền nói ta còn có chỗ nào ngươi chưa có xem, cùng nhau thỏa mãn ngươi. Nhan Tuấn Trạch tức giận bất bình, giơ lên nắp bồn cầu, ngày thứ hai là chủ nhật. Cái này một giấc hắn ngủ hôn thiên ám địa, đến xuống buổi trưa 2 giờ mới tỉnh. Sau khi rời giường nhan tuấn trạch không chuẩn bị đi ra ngoài, mà là tìm tòi một chút tin tức, không có phát hiện liên quan tới kiến nghiệp building bên kia có tin tức gì đưa tin, liền lại đưa tay trên máy quay chụp tối hôm qua video toàn bộ copy ra tới, truyền cho bảo khiết, nhưng nàng trước tiến hành sơ bộ biên tập. Đối với video biên tập cùng chế tác, nhìn ra được bảo khiết phi thường dụng tâm, tốn một ngày thời gian nàng liền núp ở trong nhà chỗ nào cũng không đi đem đầu lúc trời tối dùng loại sách tay camera cùng nhang tuấn trạch trên điện thoại di động quay chụp nội dung toàn bộ dựa theo tuyến thời gian cắt tỉa một lần biên tập tốt chuẩn bị ngày thứ hai mang trường học đi mẫu thân lý mạng tài xế chiều thời điểm về nhà đồng thời cấp con trai mang theo một ít cánh gà nướng trên ghế salon nhan tuấn trạch một bên xem tivi một bên ngay tại ăn như gió cuốn thời điểm tiếp đến một cái rất kỳ quái điện thoại. Điện thoại biểu hiện là hải ngoại dãy số, mặt khác truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm. Quy, ngươi tìm ai? Chính mình tại hải ngoại cũng không có gì bằng hữu thân thích, cho nên nhan tuấn trạch dám đoán chắc đối phương nhất định là đánh nhầm. Ta tìm. Ngươi. Đầu bên kia điện thoại đạo, nhưng tự hộ có chút không quá xác định. Tìm ta. Nhan tuấn trạch buồn bực, ngươi là ai? có một việc ta muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút. Nam tử kia thanh âm có chút vội vàng, cũng không có trả lời hắn. Ngượng ngùng, ta không biết ngươi. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn Lý Mạng cầm trong tay cái nồi, nhô đầu ra hỏi. Ai gọi điện thoại? Nhan Tuấn Trạch đạo. Có thể là nói ta tại hải ngoại có một bút 8.800 quét thẻ tiêu phí, muốn hỏi có phải hay không ta bản thân soát. Lừa đảo, ổn thỏa lừa đảo. Lý Mạng cầm cái nồi đứng tại cửa phòng bếp, chém đinh chặt sắt khẳng định. Ai là lừa đảo? Nhan Đại Quốc vừa vặn vào cửa, giày đều không đổi liền ngẩng đầu hỏi. Vừa nhận cú điện thoại, nói ta tại hải ngoại có một bút 8.800. Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa nói hết, Nhan Đại Quốc đã đánh gãy hắn, giọng nói cùng Lý Mạng giống nhau như đúc. Lừa đảo, không cần hoài nghi. Quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Vẽ trồng điểm mắt Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện audio Trên bàn cơm, nghe Lý Mạng kể rõ, nhàn đại quốc càng thêm cảm giác con trai hiểu chuyện không ít. Hơn nữa giống như đối với linh dị phương diện này, nhàn tuấn trạch không quản là lá gan, hành động còn là tư tưởng phương diện, đích thật là một cái người trừ linh người kế tục. Nếu như không phải căn bản không có quan hệ gì, cũng không có gì dư thừa tiền, nhàn đại quốc chỉ sợ muốn cân nhắc như thế nào đem nhan tuấn trạch đưa đi làm người trừ linh nghề nghiệp huấn luyện. Điều kiện tiên quyết là hắn cũng không biết mỗi một năm có bao nhiêu người trừ linh chết bởi ngay tại xử lý sự kiện linh dị bên trong. Đương nhiên, cái này tại tổ sự kiện linh dị cũng là bí mật, ngoại nhân không được biết. Cơm nước xong xuôi nhìn một hồi tivi, Nhan Tuấn Trạch lấy vào nhà ôn tập danh nghĩa trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại đồng thời khóa trái, sau đó đem khóa lại ác linh. Kia không may thi bò gọi ra tới. Cái này toàn thân làn da nếp gấp, không có một tia lông tóc da hỏa. Một mặt mộng bức nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn một cái Nhan Tuấn Trạch, lại đánh giá chung quanh trong phòng này hoàn cảnh. Là một cái bị khóa lại ác linh, chủ nhân Nhan Tuấn Trạch đối với nó có được tuyệt đối trưởng khống quyền, chỉ cần không nghe lời trực tiếp một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn phong ấn tại thứ 12 cái tiết điểm bên trong. Bất quá một khi gia hỏa này được thả ra về sau, bản năng dục vọng vẫn biết sai khiến hắn thoát đi cái địa phương nguy hiểm này, truy tìm chính mình hướng tới tự do. Bỏ gia hỏa này ra tới, nhàn tuấn trạch cũng có đem hắn cùng khả nhi cầm cùng một chỗ làm so sánh ý tưởng. Bởi vì cho dù là du linh, đồng dạng có cao trung đê chờ phân chia. Tại bò thi ra tới không lâu, là hắn biết gia hỏa này cùng khả nhi cao thấp thi bò bắt đầu ở trong phòng bốn phía đứng lên lúc này khả nhi một mực ghé vào trên lưng mình không đi để ý tới mãi cho đến thi bò bỗng nhiên đi tới nhang tuấn trạch dưới giường muốn bò lên giường lúc khả nhi giật giật ngẩng đầu lên xin chú ý cổ của nàng là gãy chỉ có làn da liên kết cho nên cơ bản có thể nhìn thành ngẩng đầu về sau khả nhi đầu cùng nhang tuấn trạch đầu sẽ thật chặt kề cùng một chỗ nhưng người bên ngoài sau khi nhìn thấy, cái này mạng thân mật vô gian cảnh tượng có thể làm cho người theo thực chất bên trong lộ ra trung rẩy. Thi bò bỗng nhiên sửng sốt, giống như một cái tiểu chó trách đụng phải chó săn bình thường, cúi đầu xuống, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Khả nhi, xem ra còn là ngươi lợi hại hơn điểm. Nhan Tuấn Trạch nói. À, dứt khoát ta trực tiếp đem ngươi cũng khóa lại đi, tránh cho cả ngày nằm sấp ta trên lưng. À, làm ta không nói Ngày thứ hai trên lớp học Buổi sáng chương trình học kết thúc về sau Lợi dụng giữa trưa lúc nghỉ trưa gian Nhan Tuấn Trạch, Chu Đại Lực, Bảo Khiết cùng tưởng duệ hơn 4 người tập hợp một chỗ Bảo Khiết tại bản bút ký lên mở ra hôm qua đã tiến hành sơ bộ biên tập video Dựa theo Nhan Tuấn Trạch đề nghị Video tên liền gọi hốc tường bên trong thăm dò Tại cái này trong video Thời gian dài độ bị rút ngắn vì 15 phút tả hữu Bảo Lưu lại mới vừa tiến vào kiến nghiệp building lúc tao ngộ khủng bố không khí, mọi người thay nhau cùng hốc tường bên trong con mắt trừng mắt một mạng, cùng cuối cùng ông thi thể thoát đi không thành lại xảo diệu đem thi thể linh dị thể giết chết kết cục. Độ hoàn hảo so với nửa đêm gõ cửa lão ẩu còn muốn cao. Lần này bởi vì chuẩn bị đầy đủ, trong video mặt đã bao hàm bảo khiết dùng loại sách tay camera quay chụp, còn có chính nhang tuấn trạch treo ở trước ngực điện thoại di động quay chụp, xen kẻ kết hợp xuống tới khủng bố không khí kiến tạo cảm giác vừa đúng. Tại mọi người theo đề nghị, Bảo Khiết lại điều chỉnh mấy chỗ chi tiết. Nhìn hai lần về sau, nhàn tuấn trạch cau mày nói. Ta luôn cảm giác còn kém chút cái gì? Là nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bảo Khiết hỏi. Có phải hay không hình ảnh quá tối tăm, cho người ta cảm giác rất áp lực? Chu Đại Lực nói. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu có thể là bởi vì ta. Các ngươi vẫn là đem ta trừng mắt kia đoạn, trên mặt đánh lên gạch men đi. Tưởng Duệ hơn đề nghị, ta cảm giác cái video này bên trong quỷ cũng không dọa người, ta ngược lại thành đáng sợ nhất một cái kia. Ngươi trên mặt không thể đánh gạch men. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lắc đầu. Vì cái gì? Ba người trăm miệng một lời hỏi. Hiện tại bạn trên mạng đều rất hư. Ngươi không đánh gạch men còn tốt điểm, một khi đánh lên gạch men loại kia hòa phong cái loại cảm giác này lập tức liền đổi loại mùi vị đến lúc đó cái gì cũng nói tưởng duệ hơn dù cho không bị nước bọt cấp chết đuối cũng sẽ chính mình xấu hổ chết nhan tuấn trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bảo khiết cùng chu đại lực bừng tỉnh đại ngộ chỉ có tưởng duệ hơn một mặt ngốc manh ta vì sao lại xấu hổ bảo khiết đụng lên đi đưa lỗ tai nói với nàng vài câu tưởng duệ hơn lúc này biến sắc nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực cao vút kia tuyệt đối đừng đánh gạch men chu đại lực cười hì hì rồi lại cười lại ngẩng đầu nhìn về phía nhang tuấn trạch đến cùng kém chút cái gì đâu nhang tuấn trạch nhất thời không nói gì trầm ngâm một lát đạo ta cảm giác kém một đoạn toàn bộ video lời trích dẫn loại kia có thể lộ ra triết lý tính chất tình hình tổng quát cả đoạn video vẽ rộng điểm mắt ta trí nhớ đần cái này còn có thể có cái gì vẽ rộng điểm mắt chu đại lực sờ lên đầu bảo khiết cùng tưởng duệ hơn hình như có sở ngộ chống cầm bắt đầu suy nghĩ sau đó không lâu nhàn tuấn trạch mở miệng nói các ngươi nhìn dạng này có thể hay không chúng ta tại video trước khi bắt đầu cũng chính là video tên ra tới phía trước trước tiên ném ra dạng này một đoạn văn cho tới nay chúng ta địch nhân lớn nhất chính là chính chúng ta khác nhau phương diện chính mình cho nên có một loại mưu sát chưa hề định tội đó chính là giết chết một phần chính mình Từ, tốt câu nói này tốt bảo khiết nghe xong nhãn tình sáng lên lập tức gật đầu có ý gì chu đại lực vào đầu giờ khắc này nhân sinh của hắn thiếu hụt lộ rõ bất quá không có ai để ý hắn sau đó tại nhân viên an ninh kia nói ra chính mình là tường bên trong thi thể linh dị thể mà ta phân tích kia đoạn nói ra đến về sau lại ném ra đoạn thứ hai văn tự. Nhan Tuấn Trạch dùng ngón tay trỏ gõ đầu, tự hồ tại suy nghĩ một đoạn thích hợp miêu tả. Đoạn thứ hai đầu văn tự gì? Bảo Khiết hỏi. Nhan Tuấn Trạch trọn vẹn suy tư 5 phút, lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Có một loại báo thù không có dấu vết để tìm kiếm, cái kia bị giết chết chính mình. Trở về. Tốt. Nói hay lắm bảo khiết cùng tưởng duệ hơn đồng thời vỗ tay cân xong như vậy bộ này tên là khóc tường bên trong thăm dò linh dị video tuyệt đối có đáng xem bảo khiết hưng phấn gật đầu nếu như sau này ta thật làm đạo diễn nói nhất định mời ngươi làm biên kịch chu đại lực đạo tuy là không biết tiểu tuấn tuấn ngươi đang nói cái gì nhưng ta luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ được rồi dạng này cộng vào tuyệt đối là thêm điểm hạn tưởng duệ hơn ngữ khí kiên định liền đại lực loại phản ứng này trì độn đều cảm giác rất lợi hại, kia mặt khác bạn trên mạng nhìn, khẳng định phản ứng mạnh hơn hắn liệt rất nhiều. Ta giống như không có đắc tội ngươi đi, Duệ Hân. Chu đại lực u oán nói. Tưởng Duệ Hân nhún vai. Ta cũng không biết, nhưng luôn cảm giác ngươi từng đối ta làm cái gì nhường ta thật tâm phiền chuyện. Chờ một chút, video lập tức sửa đổi xong. Bảo khiết nhanh chóng hành động. Chỉ chốc lát sau, hoàn chỉnh, hốc tường bên trong thăm dò, video giải quyết, mọi người kiểm tra một lần về sau, nhan tuấn trạch tại, mở mắt của ngươi ra, linh dị video bình đài tài khoản, chó con đi đêm, sau đó điếm kích thượng truyền video. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Không cách nào xóa đi thống khổ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Làm mở mắt của ngươi ra, linh dị video bình đài một tên biên tập, Đường Chính Nghĩa phụ trách cụ thể video phát triển hoạt động. Hắn từng có hơn 10 lần tao ngộ linh dị thể nghiệm, hai lần độ sâu tiếp xúc linh dị mặt khác bình an vượt qua. Còn từng 4 lần thấy tận mắt người trừ linh tiêu trừ linh dị. Có thể nói kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt thâm niên. Bình thường trong tay bận chuyện xong, Đường Chính Nghĩa sẽ tại mỗi một ngày cố định thời gian bắt đầu ở trên bình đài nhìn video. Nếu như phát hiện có không tệ, hoặc là phía dưới nhìn qua rất chân thực hắn sẽ lưu ý nên video về sau, chọn mấy tiến hành phạm vi nhỏ thử nghiệm phát triển. Video đề cử không giống với mặt khác, một cái tốt linh dị video thứ nhất muốn điểm, nhất định phải là chân thực cảm giác mãnh liệt, sau đó mới có thể tổng hợp cân nhắc không khí tô đậm, tình tiết hoàn chỉnh, tin tức truyền lại, quay chụp thủ pháp, hậu kỳ chế tác các loại vấn đề. Tại đường chính nghĩa nhìn video quá trình bên trong, một đoạn gọi là hốc tường bên trong thăm dò video hấp dẫn ánh mắt của hắn bởi vì video Strange Show biểu hiện chính là nền video thứ nhất tấm hình ảnh. Đây là màu đen bối cảnh màu trắng kiểu chữ một đoạn văn, đường chính nghĩa chủ yếu là bị hình ảnh bên trong văn tự hấp dẫn lực chú ý. Đoạn chữ viết này là Cho tới nay, chúng ta địch nhân lớn nhất đúng là chúng ta chính mình, khác nhau phương diện chính mình. Cho nên có một loại mưu sát chưa hề định tội, đó chính là giết chết một phần chính mình. Đoạn văn này dưới góc phải còn có một cái tên chó con đi đêm nhìn qua tựa hồ rất có mánh khóe, sẽ không là chụp giả a. À. Đường chính nghĩa lẩm bẩm, ấn mở, hốc tường bên trong thăm dò. Vượt qua mấy ngày an nhàn thời gian. Phong hoa tiểu khu lầu số 7 bên trong, kia quay thân nữ xuất hiện số lần tựa hồ tại biến ít. Tóm lại mấy ngày nay, nhàn tuấn trạch từ lần trước thấy được nàng về sau, liền rốt cuộc không thấy. Theo mặt khác cùng một tòa nhà hàng xóm phản ứng, thấy được quay thân nữ số lần đích xác so với trước kia ít đi rất nhiều. Trong lòng bọn họ đều có một cái khó mà mở miệng nguyện vọng, hiện tại tòa số 7 đi dạo được không sai biệt lắm, tốt nhất cô gái mặc áo trắng này tranh thủ thời gian đến số 9 lâu đi dạo chơi, nhưng sát vách hàng xóm cũng cảm thụ cảm giác cái gì gọi là rợn cả tóc gáy. Hôm nay Lý Mạng rảnh rỗi trong nhà, cơm tối chuẩn bị được sớm, người một nhà sau khi cơm nước xong, còn có thể thấy được tà dương. Nhan Tuấn Trạch phát hiện ngòi bút sử dụng hết, cấp phụ thân Nhan Đại Quốc lên tiếng chào hỏi về sau, ra tiểu khu, chuẩn bị đến sát vách siêu thị mua một hộp. Từ khi linh dị sau khi xuất hiện, bây giờ bên đường cửa hàng bình thường chỉ kinh doanh đến khoảng 8 giờ đêm, hơi gan lớn một chút lão bản, mới dám 9 giờ về sau đóng cửa. Mà loại kia 24 giờ cửa hàng giá rẻ, cơ hồ đã tuyệt tích. Bởi vì theo không chính thức đưa tin, phàm là giám suốt đêm kinh doanh cửa hàng, không nói 100%, tối thiểu 80% trở lên tao ngộ qua linh dị. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cho nên tại trong thời gian rất ngắn, 24 giờ kinh doanh cửa hàng hành quân lặng lẽ, quy quy củ củ đến khoảng 8 giờ đúng hạn đóng cửa. Tại siêu thị mua một hộp ngòi bút về sau, nhàn tuấn trạch quay người đi ra ngoài, chuẩn bị trở về tiểu khu. Lúc này siêu thị ngoài trạm một người thanh niên, người trẻ tuổi kia một thân gạo màu trắng quần áo thoải mái, chính mục không chớp mắt nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lường người này một chút, phát hiện chính mình cũng không nhận ra, đang muốn sự qua người lúc, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng nói. Xin hỏi, ngươi là Nhan Tuấn Trạch sao? Nhan Tuấn Trạch dừng lại, lộ ra kinh ngạc. Ngươi là... Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, biểu lộ có chút thảm đạm, tự hồ gặp được cái gì rất tồi tệ chuyện, lúc này hắn cưỡng ép nặng ra một vệt dáng tươi cười, đạo hai ngày trước ta gọi qua điện thoại cho ngươi, ta gọi Lã Hâm, Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân con trai. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này mới nhớ lại cái gì. Ngươi là... Cái kia hải ngoại điện thoại. Đúng. Lã Hâm gật đầu, ta tại Metropolis du học, đầu tuần bỗng nhiên nhận được cha mẹ qua đời tin dữ, cho nên tranh thủ thời gian cấp học viện xin phép nghỉ, chạy về. Ta. Có thể hay không cùng ngươi nói chuyện? nhan tuấn trạch chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ lã hâm. Chúng ta. Có cái gì nói sao? Một ít nghi hoặc, muốn hỏi một chút ngươi, xin nhờ. Lã hâm giọng nói thật khiêm tốn, thành khẩn. Nhan Tuấn Trạch không tiện cự tuyệt. Lã Hâm ngẩng đầu bốn phía nhìn nhìn, chỉ vào phong hoa tiểu khu sát vách một căn gọi là gạo cốc, trà sữa cửa hàng. Ở ngay chỗ này ngồi một chút đi. Được. Lúc này chính là giờ cơm, tiến đến uống trà sữa khách nhân không nhiều, có ba tấm bàn nhỏ đều là trống không. Hai người tiến vào tiểu điếm ngồi xuống, điểm hai chén trà sữa. Trà sữa còn chưa lên lúc đến, lã hầm đã không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Ta nghe nói, đêm hôm đó ngươi chụp một đoạn video, có thể hay không cho ta xem một chút. Nhan Tuấn Trạch Đạo Đây không phải là cái gì bí mật, video ta đã truyền mở mắt của ngươi ra, video bình đại, ngươi có thể đi phía trên kia nhìn lã hâm sửng sốt một chút. Là kia chuyên môn phát ra linh dị video bình đài sao? Đúng, lục soát chó con đi đêm, liền có thể nhìn thấy. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Lã hâm không nói hai lời, lập tức mở ra điện thoại di động, mở mắt của ngươi ra táp, mở ra sau khi rất nhanh liền lục ra được video. Hắn đối Nhan Tuấn Trạch đầu lấy một cái xin lỗi dáng tươi cười, lập tức cúi đầu nghiêm túc quan sát. Lúc này trà sữa đưa tới, Nhan Tuấn Trạch chỉ là uống vào trà sữa, cũng không nói chuyện, chờ lấy Lã Hâm quan sát video. Sau khi xem xong, Lã Hâm thở vào một hơi, ngẩng đầu, hỏi. Cái video này hoàn chỉnh sao? Có hay không một ít thêm vào đoạn ngắn, là không có gia nhập trong video. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch còn làm hướng Lã Hâm giải thích dự định, bởi vì dù sao trong video nhậm bà bà làm quỷ hồn, là ra kính, tuy là gương mặt bị tận lực mơ hồ xử lý, nhưng đây đối với người nhà của nàng đến nói, khó tránh khỏi có xâm phạm người tư ẩn hiềm nghi. Nhưng hiện tại xem ra, lã hâm đối đại chính mình nải nải thái độ, cùng hắn phụ thân lã quân, mẫu thân ngụy Đình Xuân không kém đến nơi đâu. Cho nên người ta căn bản không thèm để ý. Đến nơi này, nhàn tuấn trạch đối lã hâm hảo cảm bắt đầu giảm xuống, lắc đầu nói. Cái video này chính là quay chụp toàn bộ quá trình, ta tìm lượt những cái kia râu riêng hình ảnh bị cắt bỏ, Mặt khác cũng không có cái gì trọng yếu tin tức. Lã Hâm đối ống hút uống một ngụm trà sữa, tự hồ cũng nhìn ra Nhan Tuấn Trạch hờ hững biểu lộ, nói khẽ: "Ta cùng nãy nãy tình cảm rất nhạt, cha mẹ tại ta lúc nhỏ rất rất ít mang ta đến nhà bà nội đi, cơ hồ không có cái gì thân tình. Nhà ngươi chuyện, không cần thiết cùng ta nói." Nhan Tuấn Trạch đạo: "Xin hỏi, còn có chuyện khác sao? Nãy nãy ta đối ngươi còn nói cái gì?" lã hâm hỏi. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Liền là liên tiếp lên kia hai câu nói, khác, không có. Người lúc đó đối mặt nãy nãy ta lúc, có hay không từ trên người nàng cảm giác được cái gì? Có. Cảm giác gì? Phẫn nộ. oán khí. Lã hâm cau mày. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, là ngột ngạt, đau đớn. Ngươi vừa mới cũng nghe thấy, nàng nói nàng rất đau ta tin tưởng loại đau này chỉ là khi còn sống đau đớn nói đến đây một điểm nhan tuấn trạch bỗng nhiên kịp phản ứng lúc ấy cấp nhậm bà bà chải đầu lúc tại đọc đến hướng sinh cực lạc xóa đi kiếp này đau đớn lúc nhậm bà bà cho hắn chính là đau nói cách khác ngay lúc đó nhậm bà bà cũng không thể xóa đi kiếp này đau đớn nếu như nếu không phải đến sau nằm sấp trên lưng mình khả nhi giật giật cấp nhậm bà bà mang đến uy hiếp làm được chính mình trải đầu nhiệm vụ căn bản làm không được. Nghĩ như vậy, khi đó nhậm bà bà làm du linh, đẳng cấp làm được cũng không cao, nếu không khả nhi không có khả năng chấn nhiếp ở nàng. Chỉ là hiện tại nha, ấn hoàng sâm giới thiệu, nhậm bà bà đã diễn hóa thành có thể chế tạo ra cấp dê sự kiện linh dị quỷ hồn, đẳng cấp so sánh với khả nhi đến nói, khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 đứng đầu video. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lã hâm hai tay đặt ở trước người trên bàn, ông trà sữa chén, thần sắc lộ ra một cổ bất an. Nói thật đi, cho tới bây giờ, ta còn rất khó tin tưởng tổ sự kiện linh dị lời nói, bọn họ nói cha mẹ ta là bị nải nải quỷ hồn giết chết. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Trên thực tế, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Một gia đình bên trong thường ngày, lên cao cho tới bây giờ loại này khó mà thu tràn cục diện, không phải ai ngắn ngủi mấy câu là có thể nói rõ ràng. Hiện tại đại bá ta một căn cùng cô cô nhà các nàng, toàn bộ bị tổ sự kiện linh dị bảo vệ. Lã hâm ông chén trà hai tay tại có chút phát run. Ồ! Nhan Tuấn Trạch ngồi thẳng người, nếu như như vậy, người tốt nhất cũng đi cùng với bọn họ, nếu không có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nhà ta cũng chỉ còn lại một mình ta, thì sợ gì? lã hâm ngẩng đầu, lộ ra một tia thảm đạm dáng tươi cười, trong lời nói tất cả đều là tự dễu, có lẽ chúng ta rất xin lỗi nãy nãy, đã nàng hiện tại muốn lấy mạng, kia chính là ta mệnh, ta không có bất kỳ kháng cự nào. Trời sắp tối rồi, nhanh đi về đi. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Lã hâm cũng đi theo. Ta chuẩn bị đi lầu số 7 phòng 503 nhìn xem, chìa khóa đều mang đến. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch giật mình nhìn xem hắn, ngươi bây giờ đi bà ngươi nhà. Nói đùa cái gì? Nơi đó bây giờ bị cảnh sát dán giấy niêm phong. Ta muốn xem một chút nải nải di vật, bắt đầu từ bây giờ lý giải nàng, nhận thức lại nàng. Lã hâm giọng nói kiên quyết, từ hồ trước khi tới đã quyết định chủ ý. Nhưng hắn lời nói này, tại nhan tuấn trạch nghe tới, luôn có loại cảm giác nói không ra lời, cụ thể là cái gì cũng không nói lên được. Tóm lại, ta khuyến cáo ngươi một câu, nhầm bà bà không nhất định còn tại phòng 503, nhưng nếu như ngươi bây giờ đụng phải nàng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch ném đi một câu đi ra trà sữa cửa hàng. Lã hâm cũng đi theo hắn rời đi. Bất quá chính như hắn đoán như thế, gia hỏa này trực tiếp cùng sau lưng hắn, ngoặt vào phong hoa tiểu khu, cũng không hề rời đi dự định. Lã hâm chạy chậm mấy bước, đuổi kịp Nhan Tuấn Trạch về sau, đạo. Ngươi chụp video rất không tệ, Vừa mới ta nhìn còn có một cái giống như gọi, hốc tường bên trong thăm dò, nhiệt độ thật cao. A. À. Nhan Tuấn Trạch dừng lại, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nhìn một chút, chỉ thấy mình thượng truyền không mấy ngày, hốc tường bên trong thăm dò, video vậy mà nhảy lên lên đứng đầu, click số lượng đột phá 50 vạn. Mà nhận nên video ảnh hưởng, liền nửa đêm gõ cửa lão ẩu cũng vượt qua 10 vạn lần click nhìn xem video gốc trên bên phải cái kia nho nhỏ hỏa diễm nhận dạng, không biết nói thế nào, nhàn tuấn trạch trong lòng thực kích động một phen. Đã nhảy lên lên đứng đầu, ném hoa tươi, ném xe con, chạy hỏa tiễn loại này khen thưởng ủng hộ chắc chắn sẽ không ít, chờ một lúc sau khi về nhà đăng nhập hậu trường cần phải hảo hảo đến một hạ. Nhàn tuấn trạch có chút hưng phấn, chủ yếu là đi tới thế giới này về sau, luôn có loại trong túi thời khắc đều là khô quát xẹp cảm giác cấp bách cất kỹ điện thoại di động, mượn tâm tình tốt, nhàn tuấn trạch chỉ chỉ dưới lầu số 7 trưng bày linh dị bản thông báo, ngang hàng ở một bên lã hâm đạo. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, chúng ta cái này tiểu khu rất cũ, linh dị cũng đặc biệt nhiều, nhưng phải coi chừng lầu số 7 còn có mặt khác linh dị. Từ, cảm ơn. Lã hâm gật đầu, cùng nhan tuấn trạch cùng nhau tiến vào lâu. Bất quá nhan tuấn trạch tại đến nhà mình lầu 4 về sau, không tiếp tục đi lên lã hâm cũng không ngừng lại, trực tiếp leo lên lầu 5. Nhan Tuấn Trạch đứng tại lầu 4 hành lang bên ngoài, thoáng thò đầu ra, vẫn tai lắng nghe trên lầu truyền tới động tỉnh. Tiếng bước chân rất nhỏ, căn bản nghe không được. Nghe nửa ngày, hắn chỉ nghe thấy trên lầu có chìa khóa mở cửa thanh âm, sau đó lại không động tỉnh. Lùi về thân thể, hắn không chuẩn bị đi lên lại nhiều sen vào chuyện bao đồng chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối thật để ý lã hâm một người ở tại nhậm bà bà trong nhà chuyện này. Lúc này sắc trời dần dần trở tối. Nhan đại quốc mở cửa, gặp con trai trong tay nắm lấy một hộp ngòi bút, ghé vào ngoài hành lang trên hàng rào, đi qua hỏi. Con trai, trời tối, ngươi nằm sắp nơi này làm gì? Hóng hóng gió. Nhan Tuấn Trạch nói. Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ôn tập thế nào? nhan đại quốc dứt khoát cũng tựa ở trên hàng rào ánh mắt nhìn về phía đối diện nhà lầu giờ phút này không ít trong lâu đều sáng lên đèn nhưng có rất ít giống bọn họ dạng này trời tối không đóng cửa còn thảnh thơi thảnh thơi tựa ở hành lang lên huyên thuyên ông tập không có vấn đề chính là bây giờ lập tức kiểm tra đều được nhan tuấn trạch không phải là đang nói cười tại học tập thượng hắn hiện tại chỉ là không dám dùng sức bởi vì hơi chút dùng sức cũng không phải là xe đạp đổi xe con cũng không phải xe con đổi máy bay, mà là lập tức cưỡi tên lửa trang diện. Như vậy, nhất định phải suy tính một chút cha mẹ có thể ăn được hay không được tiêu loại này kinh hỉ. Vạn nhất thành tích xuống tới, kia đột phá chân trời điểm số đem cha mẹ toàn bộ chẳng tiến vào trong bệnh viện nằm, đối với người nào đều không tốt. Vẫn là chuẩn bị báo thiên minh bách khoa sao? Nhan Đại Quốc hỏi. Hoa ứng đại đô có 5 cái lớn khu, thành phố Thuận Thiên ở vào khu thiên minh bên trong, mà khu thiên minh bản thân liền có được giáo dục tại nguyên cực tốt mấy trường đại học. Dưới tình huống bình thường, ở tại thành phố Thuận Thiên Người, không có ai sẽ bỏ gần tìm xa dự thi khu khác trường học. Chỉ cần là khu thiên minh xếp hạng 5 vị trí đầu đại học đều được. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, bất quá không quản học chỗ nào, ta chỉ muốn học hệ vật lý. Nhan Đại Quốc giật mình. Cái này. Sau này dễ tìm hoạt động sao? Cha, ngươi quên, ta còn có biến thành người trừ linh tìm chất." Nhan Tuấn trạch lộ ra dáng tươi cười, "Học tập, hứng thú trọng yếu nhất. Từ, không quản đọc cái gì, chỉ cần ngươi có hứng thú liền tốt." Nhan Đại Quốc nhìn qua phi thường khai sáng. Hắn nắm thật chặt cổ áo, nhắc nhở, "Tuy là thời tiết trở nên ấm áp, nhưng ban đêm hạ mát rất nhanh, chú ý đừng cảm mạo, tranh thủ thời gian vào nhà." Dứt lời, chính mình chạy vào phòng pha trà đi. Oanh trên lầu đồng thời truyền đến đóng cửa thanh âm. Nhan Tuấn Trạch duỗi cổ, như cũng nghe không được tiếng bước chân, bất quá rất nhanh, cuối hành lang nơi cửa thang lầu, một bóng người theo lầu năm đi xuống thang lầu. Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, khiến cho Nhan Tuấn Trạch rất dễ dàng liền thấy người kia bộ dáng, chính là mới vừa rồi đi lên lã hâm. Nhan Tuấn Trạch nhìn chầm chầm hắn, hai người cách xa nhau khá xa, đều không nói gì. Lã hâm ngẩng đầu, nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, ngoài ý liệu cũng không đưa tay chào hỏi, mà là quay người tiếp tục đi xuống lầu. Xem ra, tự hồ không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ ghé vào hành lang bên trên, nhìn thấy gia hỏa này ra lầu số 7, hướng cửa tiểu khu mà đi, cho đến không thấy thân ảnh. Một cổ cảm giác khó hiểu xông lên đầu, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn một chút lầu năm, quay người vào nhà đóng cửa. Trở lại phòng ngủ không bao lâu, Chu đại lực điện thoại đánh tới, lộ ra khó mà ức chế hưng phấn ha ha, tiểu tuấn tuấn, ngươi đoán chúng ta thượng truyền video thế nào? Phát hỏa. Nhàn tuấn trạch đáp. Chu đại lực. Bất quá gia hỏa này thuộc về điển hình tự lành hình, chỉ chốc lát sau lại cùng không có việc gì đồng dạng đạo. Thế nào, có khen thưởng không? Thu nhập như thế nào? Ta vừa mới tính một cái, đại khái chúng ta mỗi người có thể chia năm sáu ngàn. Nhan Tuấn Trạch cũng cười đứng lên. Không được. Chu Đại Lực tại đầu bên kia điện thoại lắc đầu, ngươi nên nhiều chi điểm, ta chỉ cần một nghìn, làm tiền tiêu vặt dụng là được rồi. Không nghĩ tới chụp video như vậy có làm đầu, kia buổi tối gõ cửa lão thái bà video, hẳn là cũng kiếm lời chút đi. Đáng tiếc, lúc ấy ngươi danh khí không lớn. Nhan Tuấn Trạch chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi. Đúng rồi, các ngươi thế kỷ mới gia viên quảng trường trong nhà vệ sinh sự kiện linh dị, bị người trừ linh giải quyết không? chu đại lực đạo còn không có không quá sớm liền lên báo xếp hàng nghe nói đã có đáp lại giống như liền hai ngày này sẽ có người trừ linh đến xử lý rèn sắt sẵn còn nóng nhan tuấn trạch nhếch miệng cười một tiếng trời tối ngày mai ta đến xử lý thuận tiện lại chụp cái video ngươi là muốn chúng ta cùng nhau sao chu đại lực cả kinh nói không lần này ta một người quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Em gái mắt to Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tới gần thi đại học, toàn bộ cấp 3 đều lộ ra một cổ không hiểu khẩn trương cảm giác. Thuận Thiên Tam Trung lớp 12 ban sở hữu môn học đều tiến vào độ sâu ôn tập giai đoạn, mỗi ngày chính là không ngừng trọng điểm, chỗ khó giảng giải, đủ loại loại để tầng tầng lớp lớp làm luyện tập. Nhan Tuấn Trạch còn tốt, Chu Đại Lực, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ hơn đều biểu hiện ra cảm giác cố hết sức. Về phần Bảo Khiết thầm mến Chu Gia Kiệt, nghe nói bằng vào trong nhà quan hệ đã thu được Thiên Minh Đại học một cái cử đi danh ngạch, về phần người ta căn cứ điều kiện gì lấy được, cái này không được biết. Nhưng Bảo Khiết nguyện vọng cũng là dự thi Thiên Minh Đại học, nàng cũng không có Chu Gia Kiệt loại kia gia cảnh, cho nên mão sức lực đang liều mạng ôn tập. Chu đại lực cũng tại mão sức lực, bất quá hắn nguyện vọng là thiên minh thể viện, một cái không cần mạnh cỡ nào đại não cũng có thể bằng vào nhục thân xông vào viện trường học. Văn hóa điểm Không tồn tại làm chu đại lực tại tháng 3 năm nay khu thiên minh cao trung đại hội thể dục thể thao lên trổ hết tài năng lúc, chỉ ít có ba cái viện thể thao hướng hắn ném ra cành ô liu, bất quá đại lực đồng chí cũng là có chấp niệm người không phải thiên minh thể viện không học, mà nên thể viện cũng hướng hắn làm ra trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần hắn văn hóa điểm vượt qua 30 điểm, đạt tiêu chuẩn điểm là 50, liền đặc biệt trúng tuyển hắn. Điểm này, tại bây giờ nhan tuấn trạch xem ra, chu đại lực hẳn là bị học viện lừa gạt. Phàm là làm một chuyện, cũng nên có một chút độ khó mới có thể khiến người sinh ra muốn lấy được suy nghĩ cùng chấp nhất, nếu như có thể tùy tiện liền lấy được lời nói, người này là sẽ không cố mà trân quý hiện tại chu đại lực chính là như thế căn bản không tiếp học viên khác ném tới cành ô liu kỳ thật nhan tuấn trạch suy đoán không quản chu đại lực văn hóa điểm thi bao nhiêu lấy hắn kia đột phá chân trời thể dục thành tích cùng tiềm lực phát triển thiên minh thể viện vẫn như cũ sẽ đặc biệt trúng tuyển hắn mà bây giờ cho hắn một ít áp lực nhưng hắn lại cố gắng một chút tổng không có chỗ xấu khóa sau thời gian nghỉ ngơi bảo khiết lấy ra một cái loại sách tay camera dạy nhang tuấn trạch kẹt tại áo trước ngực như thế nào quay chụp. Loại này camera tồn trữ khá lớn, có thể duy trì liên tục không gián đoạn quay chụp đại khái 2 giờ video, đồng thời tự động hoán đổi đêm chụp hình thức, quay chụp hình ảnh chất lượng cực cao, ủng hộ hậu kỳ đủ loại biên tập phần mềm. Nên loại sách tay camera là bảo khiết lâm thời tài trợ, nhang tuấn trạch chuẩn bị mượn trước đến sử dụng, đồng thời tại vừa mới điều chỉnh thử sau phát hiện hiệu quả rất không tệ liền nhường bảo khiết hỗ trợ tại trên mạng cho mình đặt hàng một cái. Ngươi xác định không cần chúng ta hỗ trợ. Bảo khiết hỏi. Không cần, một người hành động thuận tiện một ít. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Bất quá có thể nhìn ra được, trước mắt ba người này một bộ khẩu thị tâm phi bộ dáng, rõ ràng nội tâm xoắn suýt, không muốn đi theo Nhan Tuấn Trạch lại mạo hiểm. Thêm vào thi đại học tới gần, việc học nặng nề, cái này cũng có thể lý giải kỳ thật lần trước hốc tường bên trong thăm dò nhiệm vụ sau khi hoàn thành bảo khiết tưởng duệ hơn cùng chu đại lực tuy là thật nghĩ mà sợ nhưng dù sao cũng là hoàn thành còn là có một cổ cảm giác thành tựu ở bên trong đương nhiên nếu như nhan tuấn trạch nói cho bọn hắn kỳ thật bọn họ tại trở về phía trước đã chết qua n lần về sau không biết ba người này có thể hay không hiện trường biểu diễn tay xé quyển sách nhân vật chính buổi tối hành động trang bị chuẩn bị thỏa đáng về sau chủ đề rất nhanh hàng huyên tới lửa nóng trong video tới. Bây giờ theo hốc tường bên trong thăm dò lửa nóng, nhưng mọi người không nghĩ tới chính là tưởng duệ hơn nhân khí vậy mà là trong mọi người trướng đến nhanh nhất, đồng thời còn có một cái cực kỳ vang dội ngoại hiệu, em gái mắt to. Cái ngoại hiệu này lý do chính là đến từ cùng thi thể trừng mắt tình tiết. Một màn kia chẳng những không có như tưởng duệ hơn trong tưởng tượng như thế hù đến người, ngược lại làm cho không ít bạn trên mạng thích cái này em gái mắt to thẳng thắng. Tại mọi người giật dây hạ, tưởng duệ hơn ấm ở tại mở mắt của ngươi ra video bình đại thuộc về mình tài khoản. Tài khoản biệt danh lúc đầu chuẩn bị liền gọi em gái mắt to, nhưng phát hiện nên biệt danh đã bị tưởng duệ hơn tại em gái mắt to ba chữ mặt sau tăng thêm cái một. Điểm kích bước kế tiếp, hệ thống nhắc nhở vẫn là bị không có cách. Sau đó một cái em gái mắt to hai. Vì cùng phía trước em gái mắt to người sử dụng phân chia ra đến, tưởng duệ hơn thượng truyền chính mình chân thực ảnh chân dung, áp dụng chính là tự chụp góc độ tốt nhất, cùng trong video bộ dáng tiếp cận nhất một tấm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mới không lâu, em gái mắt to hai fan hâm mộ lập tức đã tăng tới 100, không ít bạn trên mạng đều ở phía dưới. Hỏi em gái mắt to hai có phải hay không hốc tường bên trong thăm dò, trong video chân nhân. Đến tan học thời gian, tưởng duệ hơn phan hâm mộ đã đã tăng tới 3.000 bởi vì điền thân phận thật tin tức mà tin tức của nàng chứng nhận giao diện đã bị video quan phương chọc lấy một cái chứng nhận chương mặt sau có một hàng chữ nhỏ giới thiệu lửa nóng video hốc tường bên trong thăm dò bên trong em gái mắt to tại nhan tuấn trạch bảo khiết cùng chu đại lực xem ra tưởng duệ hơn một ngày này xuống tới cả người đều là phòng lên tan học nhan tuấn trạch cho nhà gọi điện thoại Bảo cho muốn đi chu đại lực nhà thế kỷ mới gia viên ôn tập công khóa, dự tính 9 giờ phía trước về nhà. Lý Mạng dặn dò vài câu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ra trường học, nhàn tuấn trạch chuẩn bị lợi dụng kiếm được tiền xin mọi người băng ăn một bữa cơm, bảo khiết kêu lên chu gia kiệt, kết quả chu gia kiệt cấp đẩy. Nghe tưởng duệ hơn ý tứ, chu gia kiệt tại sinh bảo khiết khí, bởi vì video truyền ra về sau, chu gia kiệt đã biết đêm đó bọn họ kỳ thật đi kiến nghiệp building bảo khiết lại cố ý lừa gạt hắn không đi. Lừa gạt liền lừa, không có gì tốt giải thích. Nhan Tuấn Trạch không rảnh để ý, ngay tại ra ngoài trường tiểu quán tử xào vài món thức ăn, điểm một cái lửa nhỏ nồi, một người một bình ướp lạnh đồ uống, ăn đến cũng không nói quá. Chờ một lúc cẩn thận một chút. Tản trận, bảo khiết cùng tưởng duệ hơn nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch một tiếng, hai người kết bạn rời đi. Chu Đại Lực thì là cùng Nhan Tuấn Trạch ngồi lên xe buýt. Ngồi ba cái trạm sau đến chu đại lực nhà thế kỷ mới gia viên tiểu khu. Cái này tiểu khu có bảy cái vườn, tại thứ nhất vườn cùng thứ hai vườn trong lúc đó chính là cái kia công cộng quảng trường, trong quảng trường thiết trí bóng bàn đài, cầu lông trận, sân bóng rổ, trừ cái đó ra còn có một cái bằng phẳng quảng trường nhỏ. Mỗi lúc trời tối, bác gái nhóm cũng sẽ ở cái này trên quảng trường nhỏ nhảy hảo này nha. Quỹ nhát kia nhà vệ sinh công cộng tọa lạc tại công cộng quảng trường gốc trái trên cùng diện tích so sánh rộng, cung cấp chơi đùa hương nhàn đám người thuận tiện. Nào biết hiện tại ngược lại không tiện. Từ khi trong nhà vệ sinh thường xuyên xuất hiện kia mặt màu đỏ dày cao gót nữ nhân về sau, trên quảng trường chơi người giảm bớt rất nhiều, chỉ có mấy cái bác gái tạo thành đội ngũ còn tại kiên nhẫn quảng trường múa. Hiện tại trời vẫn sáng, lúc này, kia mặt màu đỏ dày cao gót nữ nhân có thể hay không xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực đeo bọc sách đứng tại trên quảng trường, nhìn chầm chầm cách đó không xa nhà vệ sinh công cộng. Sự xuất hiện của nàng không phân ban ngày hay là ban đêm. Chu Đại Lực chém đinh chặt sắt nói, chẳng qua nếu như ngươi bây giờ đi vào lời nói, nhìn thấy quá nhiều người, làm được không tiện ngươi hành động. Khi khoảng 8 giờ lại đi. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Cùng Chu Đại Lực cùng đi nhà hắn, Đại Lực cha mẹ đều ở nhà, hai vợ chồng này dáng người cũng thật cao lớn, thuyết minh di truyền chuyện này tầm quan trọng nhan tuấn trạch ngồi một hồi, đại khái 8 giờ lúc, mượn cớ muốn ra ngoài một chuyến, đem túi sách đặt ở chu đại lực nhà, mang theo loại sách tay camera ra cửa, thẳng đến công cộng quảng trường nhà vệ sinh. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Màu đỏ rượu dày cao gót, 1 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dựa theo chu đại lực giải thích, trong nhà vệ sinh công cộng màu đỏ dày cao gót linh dị rất nhanh ngay tại hai ngày này sẽ bị người trừ linh xử lý. Cho nên nhan tuấn trạch định ra đến về sau, biết mình nhất định phải sớm một bước chạy đến, nếu không đừng nói dày cao gót, dép lê đều không nhìn thấy một cái. Mạng đêm buông xuống. Trên quảng trường người đã tán đi, chỉ có một cái công nhân vệ sinh lão nhân còn tại quét dọn rác rưởi tại màn đêm dưới đèn đường cô đơn chiếc bóng. Thấy được một màn này, nhàn tuấn trạch chợt nhớ tới một thế này mẫu thân lý mạng. Là một tên nhân viên quét dọn a di, quét dọn loại công việc này, cho tới bây giờ liền không phân đêm tối còn là ban ngày, rất là vất vả, mặt khác tiền lương cũng không nhiều. Nhớ lại về phía sau đêm lần này kiếm được tiền đưa cho cha mẹ tồn lấy, nhàn tuấn trạch bước nhanh đi tới trên quảng trường nhà vệ sinh công cộng phía trước nguyên bản nhà vệ sinh bên ngoài có một cái phòng trực ban bình thường bán một ít báo chí khăn tay nhưng từ khi náo linh dị sau phòng trực ban đã sớm rốt cuộc không mở qua vì tiết kiệm gì thứ nguyên năng lượng nhàn tuấn trạch trước khi tới cũng không có mở ra sự kiện linh dị cảm giác dù sao đang đến gần náo linh dị địa phương về sau nhiệm vụ nhắc nhở đồng dạng sẽ bắn ra đến không cần thiết lại lãng phí năng lượng quả nhiên đứng tại cửa nhà cầu không lâu trong đầu đồ phổ lúc này bắn ra nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ tên màu đỏ rượu dày cao gót nhiệm vụ đẳng cấp bồn chồn lo sợ cao nhiệm vụ bối cảnh giảng đồng đang tìm kiếm một người một cái yêu khắc cốt minh tâm người nhưng nam nhân này là cái kẻ phản bội hắn lừa gạt đi giảng đồng sở hữu tích góp đồng thời đang mượn cố đi nhà xí sau biến mất không thấy gì nữa hiện tại giảng đồng chỉ muốn được đến một đáp án một cái chấp niệm đến chết đáp án. Nhiệm vụ thuyết minh Cùng giảng đồng trò chuyện, đáp án lựa chọn rất trọng yếu, mời thận trọng, nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng, nhiệm vụ trừng phạt. Xem đáp án của ngươi bị giảng đồng giết chết hoặc là lấy kẻ phản bội thân phận cùng giảng đồng vĩnh viễn cùng một chỗ, nhiệm vụ nhắc nhở. một Nên ác linh có thể khóa lại. 2. Tại giảng đồng mở miệng phía trước, ngươi còn có khả năng đào tẩu, ghi chú. Không quản ngươi trông thấy cái gì, đều không cần biểu hiện ra nửa phần kinh ngạc, nếu không. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một lần, phát hiện nên nhiệm vụ đẳng cấp cùng hốc tường bên trong thăm dò, đồng dạng, đồng dạng là bồn trộn lo sợ, cao, ban thưởng dị thứ nguyên điểm sổ năng lượng cũng giống nhau. Ban đầu ở hoàn thành, hốc tường bên trong thăm dò, lúc, kia thay khô linh dị kỳ thật cũng không tính lợi hại, chỉ là tên kia rất biết ngụy trang, cực đoan tà ác, mặt khác giỏi về dẫn dụ, dẫn đến không có kinh nghiệm nhan tuấn trạch nhiều lần phỏng chừng sai lầm, cho đến thời khắc cuối cùng mới rốt cục lật bàn. Cho nên bồn chồn lo sợ, cao, chỉ là đại biểu nên nhiệm vụ mức độ nguy hiểm, cũng không thể hoàn toàn thuyết minh nhiệm vụ này bên trong linh dị liền không nguy hiểm. Nắm chắc được tốt, có thể thoải mái hoàn thành, nếu như nắm chắc không tốt, đồng dạng sẽ chết rất thảm. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, đi vào nhà vệ sinh công cộng trong nhà vệ sinh đèn ở vào thường sáng trạng thái ánh sáng không tính rất tốt nhưng cũng không phải rất tối điểm này nhường nhang tuấn trạch thoáng yên tâm chí ít trong này không phải đèn điều khiển bằng âm thanh nếu không một bên đi ị một bên cho mình vỗ tay tràn diện kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta xấu hổ theo nhà vệ sinh công cộng bên ngoài tiến vào nhà vệ sinh nam cần trước tiên thông qua một cái chỗ ngoặt xoay qua chỗ khác sau mới có thể nhìn thấy một loạt bồn tiểu tiện bồn tiểu tiện đối diện là nhà vệ sinh gian phòng, nhàn tuấn trạch nhanh chóng liếc qua, gian phòng tổng cộng có 6 gian, có ngồi sổng vị trí gian phòng là 5 gian, một gian khác lắp đặt lập tức thùng. Mở ra bồn cầu căn này, chỉ gặp kia trên bồn cầu đen như mực dính liền một lớn đống ô uế, toàn bộ trong phòng kế xú khí huân thiên. Nhan tuấn trạch che mũi, đem bồn cầu căn này cửa đóng lại. Từ phải đến trái, từng cái đẩy ra ngồi sổng vị trí gian phòng tra xét một phen, tin chắc mỗi một gian đều không có dị thường về sau, hắn lựa chọn tới gần vách tường gần nhất, nương tựa cửa sổ một gian. Cái này gian phòng không khí tương đối tốt hơn, cũng phải sạch sẽ một điểm. Không có cách, náo linh dị về sau nhà vệ sinh đã rất lâu vô dụng, dù cho công nhân vệ sinh cũng không dám tiến đến quét dọn, bất quá cũng may cũng rất ít người còn dám đến đi nhà xí, không đến mức bẩn đến quá mức. Nhan Tuấn Trạch tiến vào gian phòng về sau, đóng cửa lại, đừng lên bên trong cánh cửa cắm cài, bảo đảm từ bên ngoài không cách nào mở ra. Đã là tới gần mùa hè, ban đêm gián lâm về sau, nhà vệ sinh truyền ra ngoài ra đủ loại tiếng côn trùng kêu, không đến mức nhường trong nhà vệ sinh quá an tĩnh, cho người ta gia tăng không cần thiết cảm giác sợ hãi. Bất quá một người ở lại đây, trong lòng thế nào đều là run rẩy. Nhà vệ sinh nam bên ngoài chỗ ngoặt địa phương là một loạt bồn rửa tay, bất quá bồn rửa tay vòi nước có một cái hỏng, xem ra không cách nào vặn chặt một mực có giọt nước âm thanh truyền đến côn trùng kêu vang giọt nước tại cái này quỷ tịch trong nhà cầu công cộng quanh quẩn trừ cái đó ra chính là chính nhan tuấn trạch bé không thể nghe tiếng hít thở rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác hắn đã mở ra trước ngực camera đồng thời khi tiến vào gian phòng phía trước thiết trí nửa giờ trở về thời gian bây giờ theo dị thứ nguyên năng lượng gia tăng điệp gia lên có thể trở về tuyến thời gian cũng càng ngày càng dài. Nếu như hắn nguyện ý, có thể tại trước mắt thời gian này cơ sở bên trên, lại tăng thêm nhiều thời gian hơn tuyến. Ước chừng 2 phút sau, nhàn tuấn trạch dứt khoát ngồi sổng xuống. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải đi ị thời điểm, hắn không có khả năng cởi quần. Không bao lâu, một trận rõ ràng dày cao gót thanh âm vang lên. Nghe thanh âm này, đi đường người ngay tại nhà vệ sinh công cộng bên ngoài cách đó không xa, không biết từ chỗ nào xuất hiện tại nhà vệ sinh bên ngoài cơ hồ không có dừng lại giày cao gót thanh âm không nhanh không chậm tiến vào nhà vệ sinh nam gót giày đánh ở trên mặt đất thanh âm có vẻ thật trống trải liền như nhang tuấn trạch giờ phút này tăng tốc khiêu động trái tim hắn dù cho ngồi trong toilet trong phòng kế nhưng bởi vì là nương tự tường tận cùng bên trong nhất một gian ánh mắt như cũ không cách nào xuyên thấu qua gian phòng hạ cánh cửa khe hở thấy được bên ngoài cái này giày cao gót tại đi vào nhà vệ sinh nam về sau, tự hồ đứng ở bồn tiểu tiện phía trước, chính diện khoảng cách gian phòng ước chừng 2-3 mét, không còn đi lại. Ngồi sổng nhan tuấn trạch lần nữa đè thấp thân thể của mình, đem đầu tận lực dò xét đi, khiến cho ánh mắt có thể xuyên thấu qua gian phòng cánh cửa khe hở tận khả năng xem xa một chút. Một phen cố gắng về sau, hắn làm được. Lấy hiện tại cái dạng này nhìn ra ngoài, rốt cục gặp được cặp kia giày cao gót mũi giày bộ phận trong nhà cầu cái này không rõ không tối dưới ánh đèn, dày cao gót đích thật là tử hồng sắc, đứng thời điểm cũng không phải là hiện bên ngoài bát tự, mà là thẳng tắp đối với phía trước. Khoảng cách quá xa, không nhìn thấy hai chân, nhưng nhàn tuấn trạch vẫn như cũ có một loại bị sợ hãi bò lên trên lưng ảo giác. Lúc này Khả Nhi tự hồ ngủ rất ngon, cái gì cũng không lý tới hội. Hơn nữa lấy nhiệm vụ này đẳng cấp là bồn trồn lo sợ, cao, đến xem lời nói, chờ một lúc nếu quả như thật phát sinh cái gì xung đột, Khả Nhi cũng không nhất định là bên ngoài cái này quỷ nữ nhân đối thủ. Ngay tại cẩn thận nhìn quanh lúc, kia màu đỏ dày cao gót lần nữa bắt đầu di động, mũi dày có chút chuyển động, nhắm ngay nhan tuấn trạch chỗ gian phòng phương hướng, cất bước đi tới. Mẹ nó, nàng vậy mà trực tiếp liền biết ta tại cái này gian phòng. Nhan tuấn trạch khẽ giật mình, thân thể về sau rụt rụt. Bất quá vẫn như cũ đè thấp cái đầu, khiến cho ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa hạ khe hở có thể bao trùm lớn nhất phạm vi tầm nhìn. Màu đỏ dày cao gót càng ngày càng gần, nữ nhân kia mắt cá chân tùy theo xuất hiện trong tầm mắt. Một màn này lại làm cho nhan tuấn trạch bỗng nhiên lộ ra biểu tình cổ quái. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 màu đỏ rượu giày cao gót hai nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio dưới tình huống bình thường là một người nam nhân bình thường khi nghe thấy có giày cao gót thanh âm truyền đến về sau cũng sẽ ở trong đầu tự động não bổ ra một cái tuổi trẻ xinh đẹp cử chỉ ưu nhã nữ nhân hình ảnh chí ít trong tưởng tượng nữ nhân này sẽ phù hợp nên nam nhân đối với nữ nhân cơ bản định nghĩa cho nên làm nhang tuấn trạch thấy được cánh cửa khe hở hạ lộ ra giày cao gót trở lên bắp chân lúc hắn quả thực lấy làm kinh hãi nữ nhân này mặc màu đen váy sa mỏng cặp kia giày cao gót rất tinh xảo lộ ra bắp chân trở lên không tính rất mập nhưng lại cho người ta một loại rất dày cảm giác nhìn ra được nữ nhân này khung xương rất lớn so với nam nhân cũng không kém bao nhiêu màu đỏ rượu giày cao gót tại đi đến nhang tuấn trạch chỗ gian phòng bên ngoài sau dừng lại hai chân mũi chân thẳng tắp đối với ngay phía trước nhìn không ra dù là một điểm bên ngoài chữ bác hoặc là bên trong chữ bát, dấu hiệu. Bốn phía lần nữa rơi vào yên tĩnh, không có người nào phát ra tiếng vang. Nhan Tuấn Trạch khiến cho chính mình chậm lại hô hấp, ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm gian phòng bên ngoài dày cao gót, một chút không nháy mắt. Hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ nhắc nhở. Tại giảng đồng mở miệng phía trước, hắn còn có bước ra khả năng đào tẩu. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ cái này gọi giảng đồng nữ nhân vẫn không nói gì, hắn còn có cơ hội đào tẩu, tự như lân cận bang mập mạp vương thế thông tại nhìn thấy cái này xong dày cao gót về sau sự xuất đoạn thủy công thành công đào thoát như thế đương nhiên nhàn tuấn trạch cũng sẽ không trốn hắn đồng dạng đang chờ đợi không có người phát ra âm thanh đem cái này để người ta phát lạnh quỷ dị một mạng phụ trợ đến cực hạn trong lòng ngột ngạt mỗi một giây đều tại tăng gấp bội cách đó không xa bồn rửa tay vòi nước vẫn tại tích thủy nhưng giờ phút này nghe nước này dọc âm thanh liền phản phất trọng chú y, một chú y một chú y gõ nhang tuấn trạch trái tim. Thời gian một ngày bằng một năm, ba phút sau, cặp kia mang giày cao gót chân như cũ không nhúc nhích. Mẹ nó, ngươi cứ như vậy vẫn đứng sao? Nhan Tuấn Trạch có chút nhịn không được, trong lòng âm thầm oán thầm. Một mực duy trì giống nhau tư thế, khiến cho bờ vai của hắn bắt đầu đau nhức, nhẹ nhàng hoạt động mấy lần bả vai, hơi ngẩng đầu. Ngay tại lúc này, đông đông đông, ba tiếng tiếng đập cửa vang lên. Nhan Tuấn Trạch chỗ gian phòng cửa bị gõ vang. Tại hắn vị trí này, có thể thấy được cặp kia giày cao gót màu đỏ cũng không có di động, nhưng lại nhìn không thấy nữ nhân này nửa người trên động tác. Hắn không có trả lời. Ngươi! Rốt cuộc muốn trốn bao lâu? Một cái nghe vào thật khàn giọng, phân biệt không ra nam nữ thanh âm tại gian phòng bên ngoài vang lên, tốc độ nói chậm chạp, thật giống như mỗi một chữ đều phải nôn rõ ràng, cho người ta một loại là người giả tại phát ra tiếng ảo giác. Cái này gọi giảng đồng nữ nhân nói chuyện. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, nếu như lúc này nhan tuấn trạch còn muốn chạy đi lời nói, đem tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng trả lời. Ta tại đại tiện, không có muốn giấu. Nhiệm vụ thuyết minh nữ nhân này nằm nhân phản bội nàng, còn lừa gạt đi nàng rất nhiều tiền hơn nữa nữ nhân ở cố chấp chờ đợi một đáp án, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đem chính mình thay vào kia phản bội nam nhân nhân vật, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như chỉ là người đứng xem nói, nhiệm vụ này căn bản là không có cách hoàn thành. Nếu không giảng đồng chẳng những sẽ không phản ứng ngươi không nói, còn có thể trực tiếp ra tay giết rơi người đứng xem này. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Giảng đồng thanh âm tiếp tục truyền đến. Tới. Nhan Tuấn Trạch trong lòng rung lên, đây chính là nhiệm vụ thuyết minh bên trong nâng lên nàng chấp niệm, hơn nửa nhiệm vụ còn nhắc nhở chính mình, đáp án lựa chọn rất trọng yếu, nhất định phải thận trọng. Từ, ngươi hỏi. Không chần chờ, hắn trả lời. Ngươi còn yêu ta sao? Giảng đồng thì thào mở miệng. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt hơi tê tê hai chân. Hắn thật không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này nếu như đứng tại kia cặn bả năm góc độ lời nói, gia hỏa này khẳng định cũng không yêu giảng đồng, nếu không cũng sẽ không lừa gạt trời đi nhà nhiều tiền như vậy. Nhưng là, bây giờ nói không yêu, thích hợp sao? Nghĩ nghĩ, nhan tuấn trạch còn là quyết định mở miệng. Không yêu. Tiếng vừa ra khỏi miệng, gian phòng cửa truyền ra một đạo ngột ngạt tiếng vang, phản phất là bị một cái quả đấm hung hăng nện ở trên ván cửa. Sau đó là móng tay phá tại trên ván gỗ, chói tai thanh âm truyền đến, làm cho lòng người bên trong phát ngán. Trong quá trình này, cả khối gian phòng cánh cửa đều đang rung rẩy. Có thể thấy được kia cào cánh cửa ngón tay đạt đến cỡ nào dùng sức trình độ. Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được lui về sau một bước, kém chút một cước dẫm vào dính đầy ô uế vật ngồi cầu bên trong, hơi thân thế không xuống, liền gặp cánh cửa khe hở hạ dày cao gót đang đến gần. Một cái giày cao gót không thấy bóng dáng, thuyết minh bàn chân kia đã dơ lên lập tức một cái khác mang giày cao gót chân cũng đi theo nâng lên, hai cái chân đều không thể lại nhìn thấy, vậy mà trực tiếp rời đi mặt đất. Một màn này khiến cho nhan tuấn trạch tự hồ nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cửa phòng ngăn trên bản phương, hai cái xương cốt thô to tay chín móc tại cánh cửa mét, kia nắm lấy cánh cửa ngón tay cũng không tái nhợt, mà là bầm đen sắc, mỗi một cây ngón tay móng tay chiều dài chí ít vượt qua 3cm. Giờ phút này một ít móng tay bên trong còn sót lại không ít mảnh gỗ vụn, kia là tại bên ngoài bắt cửa về sau kết quả. Theo hai cánh tay ông lấy cánh cửa lên dọc theo, một nữ nhân đầu từ bên trên chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là lộ ra uống lượng mái tóc màu đen, sau đó là đồng dạng phát tím cái tráng. Tóc của nàng rất nhiều, hắc mà nồng đậm, cơ hồ chặn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy được dưới tóc lộ ra con mắt. Rất nhanh, nữ nhân này cái mũi, bờ môi lộ ra, nhưng đều bị tóc che cản một phần, một cái đầu giống như cùng thân thể phân ly bình thường, treo ở cánh cửa lên dọc theo. Nàng há miệng ra, trong miệng một mảnh đen kịp, liền răng đều là màu đen. Ngươi Lừa gạt Ta Ba chữ phun ra Mỗi nói ra một cái chữ, cũng làm cho nhan tuấn trạch bắp thịt toàn thân níu chặt, trái tim phản phất co rút run rẩy, tứ chi không tự chủ được co rút ở cùng nhau. Trên lưng nằm sắp Khả Nhi ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra quen thuộc cảnh cáo âm thanh. Trong lúc đó, Khả Nhi theo nhang tuấn trạch trên lưng nhảy lên mà ra, dẫm tại sau lưng trên vách tường, lại là một cái phản nhảy, nhào về phía đầu đã nhô ra trên mép cánh cửa giảng đồng. Phốc! Một giây sau, Khả Nhi thân thể treo ở giữa không trung. Giảng đồng vẫn như cũ ghé vào trên ván cửa, nhưng nạn đưa tay phải ra, nằm cái tím thẩm sắc móng tay quán xuyên Khả Nhi đầu khiến cho lúc này Khả Nhi giống như thịt khô bình thường bị treo ở không trung. Khả Nhi tự nhiên sẽ không tử vong, nàng ta, nhà, thét lên, hai tay nắm, bắt loạn, hai chân đá lung tung, nhưng không làm nên chuyện gì. Dãy dù bên trong, kia một thân bắt mắt màu đỏ váy liền áo nhường người nhìn thấy mà giật mình. Khả Nhi không phải nữ nhân này đối thủ. Nhan Tuấn Trạch hiểu rõ, cảm giác được thân thể tự hồ cũng tại giảng đồng nói ra, ngươi gạt ta, ba chữ này về sau, bị thương tổn. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức khởi động trở về. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn khởi động đến mới vừa tiến vào nhà vệ sinh thời điểm, mà là về tới giảng đồng đưa ra vấn đề trước đó. Giày cao gót màu đỏ xuất hiện lần nữa ở ngoài cửa, không nhúc nhích. Ngươi còn yêu ta sao? Giảng đồng kia nghe không ra đến cùng là giọng nam còn là giọng nữ thanh âm truyền đến. Lần này, bởi vì có trở về phía trước kết quả, nhàn tuấn trạch không do dự mở miệng nói yêu tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả